Chương 11 Kỳ thi vừa kết thúc, Giang Độ đứng dậy rời đi. Đợt một chút, tớ trả cây bút chì cho cậu. Chúc tinh giao quay đầu gọi cậu lại, đưa cây bút chì tới. Cậu nghiêng người cúi đầu, ánh mắt lướt qua ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, nói, không cần trả lại đâu. Chúc tinh giao nhìn cậu đi xa, cầm nửa cây bút chì này nhét vào hộp bút. Chúc Văn Bình có sở thích sưu tầm các loại bút máy, sở thích này lây sang cô, trong hộp bút đựng toàn bút máy hoa hòe hoa sói rất nhanh đã che mất nửa đoạn bút chì kia tết dương lịch hàng năm nhất trung gian thanh đều có tổ chức lễ hội để chào đón năm mới kỳ thi giữa học kỳ kết thúc liền có thông báo ban xuống mỗi lớp phải có một tiết mục mang đi buổi tổng duyệt tổng duyệt thông qua mới có thể biểu diễn trên sân khấu đương nhiên thật ra không ai báo cũng không có cách nào tào thư tuấn sau khi nhận được thông báo đứng trên bục giảng mỉm cười hỏi các em có ý kiến gì không Vừa dứt lời, một đám nam sinh bên dưới nội tiết tố tuyến thượng thận bị kích thích đột nhiên tăng vọt, tất cả đều sôi nổi hẳn lên, đinh hạng phản ứng nhanh nhất, tranh lời, cái này còn phải suy nghĩ sao? Chúc tinh giao đi lên kéo đàn xe lô nhà, tuyệt đối xinh đẹp lấn ác cả toàn trường. Đúng thế. Lớp chúng ta như vậy thì hẳn nên có một tiết mục rồi, đảm bảo thắng chắc. Từ lâu rồi tớ muốn nhìn nữ thần kéo đàn xe lô nhất, lúc trước chỉ nhìn qua video thôi, vẫn chưa có đủ cứ quyết định như vậy đi. Không cần bàn bạc thêm gì cả. Xem ra video chúc tinh giao biểu diễn đàn solo ai cũng biết hết, cô hoàn toàn xứng đáng là tài nữ, có cô ở đấy cũng không cần quan tâm đến người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, các bạn cùng lớp đều nhìn về chúc tinh giao, Lê Tây Tây không nhìn được nói, các cậu đừng tự ý quyết định như thế, tinh tinh đương nhiên có thể xinh đẹp diễm lệ lấn ác toàn trường, nhưng các cậu phải hỏi ý kiến cậu ấy có đồng ý hay không. Ý định ban đầu của Tào Thư Tuấn cũng là để một mình chút tinh giao lên biểu diễn, như vậy lớp bọn họ cũng không cần lãng phí thời gian dàn dựng và luyện tập tiết mục nữa, anh ho nhẹ, chút tinh giao, em cảm thấy như nào? Nếu như em đồng ý, thầy sẽ báo lên ngay. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, chút tinh giao nhẹ nhàng gật đầu, dạ được ạ. À. Chuyện này rất nhanh đã truyền đi khắp toàn bộ cả trường, mọi người đều biết chút tinh giao sẽ biểu diễn tiết mục ở buổi lễ chào đón năm mới lớp học số 8, Chu Nguyên khoác vai Lục Tể, hưng phấn nói chuyện, có muốn làm gì đó ở buổi lễ hội không? Lần trước bị từ chối, tinh thần Lục Tể thật sự có hơi phiền muộn, sau này nghĩ lại, quả thật quá sốt ruột, cậu đập tay cậu ta, toàn bộ giáo viên với học sinh đều nhìn chầm chầm lúc đó, cậu nghĩ làm được gì à? Chu Nguyên nói, thổ lộ này, tặng hoa này. Lục Tể nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy chút tinh giao cùng hai nữ sinh đi ngang qua, cậu nhìn vài giây, quay đầu dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Chu Nguyên, cậu ấy kéo đàn solo, lô, không phải hát, tớ tặng một bó hoa đi tới không phải có bệnh sao. Chu Nguyên Câu nói này hình như có đạo lý. Ba ngày sau, kết quả thi giữa kỳ được phát xuống, lớp phó học tập và lớp trưởng chia nhau đứng nhất đứng nhì, chúc tinh giao đứng thứ ba trong lớp, xếp thứ chín toàn khối. Làm cho mọi người ngạc nhiên chính là gian độ, cậu nghỉ học gần hai tháng, vậy mà thi đứng thứ tư trong lớp trong buổi học lớp ngày thứ sáu tào thư tuấn trên lớp tuyên dương cậu giang đồ hơn một tháng không đi học vậy mà thi cử tốt như vậy hơn nửa môn toán và môn vật lý đều đạt điểm tối đa các em hàng ngày đi học bình thường cũng chưa đạt thành tốt như vậy nên tự mình kiểm điểm bản thân lại đi đinh hạng nhìn về phía giang đồ hối lỗi tớ không xứng đáng làm bạn cùng bàn của cậu một giây sau tào thư tuấn tuyên bố khai giảng lâu như rồi cũng chưa chuyển chỗ ngồi lần này sắp xếp lại một chút Dựa theo thành tích xếp hạng mà chọn chỗ ngồi và bàn học cùng bạn. Đinh Hạng. Cậu nhìn về Giang Đồ, chân chó nói, "Đồ ca, cậu sẽ không vứt bỏ tới chứ, đúng không?" Tuy rằng Giang Đồ lạnh lùng ít nói, nhưng kết quả học tập rất tốt. Bài tập cũng mặc kệ cho cậu Tha Hồ chép bài. Bạn học cùng bạn kiểu này đi nơi nào tìm được. "Giang Đồ liếc cậu ta, "Tùy cậu." Lê Tây Tây lúc nào thi cũng như vậy, xếp hạng thứ 12 trong lớp cô đẩy đẩy chút tinh dao, vui vẻ nói, chúng ta ngồi phía sau tổ bốn đi. Khai giảng trước đó, hai cô đến lớp trễ, chỗ ngồi đã bị chiếm mất, không còn lựa chọn khác mới ngồi hàng thứ hai. Chúc tinh giao cũng không hẳn thích ngồi chỗ quá gần ở phía trước, lớp phó học tập và lớp trưởng đều lười chuyển chỗ ngồi, nên đến lượt cô chọn. Cô hỏi Lê Tây Tây, bàn từ thứ hai đến lên là được rồi chứ? Lê Tây Tây, ừm. Chúc tinh giao nói, em với lê tây tây ngồi tổ bốn bàn thứ hai từ dưới lên à đinh hạng nghe xong nhìn về giang đồ tiếp tục chân chó nói đồ ca đồ ca chúng ta ngồi ở bàn cuối cùng tổ bốn đi ngồi sau nữ thần đấy lần này giang đồ không ngẩng đầu tùy cậu giọng nói cậu không lớn cũng không nhỏ vừa vặn có thể làm cho mọi người trong lớp đều nghe thấy tất cả mọi người sau khi chọn xong liền bắt đầu chuyển bàn hai tên nam sinh giúp chút tinh dao và lê tây tay dọn bàn xuống phía sau bàn hơi lệch giang đồ đi qua giúp cô xê dịch bàn cho ngay ngắn lúc xoay người thì ống tay áo sự qua mặt cô cậu dừng lại cúi đầu nhìn cô chút tinh dao ngẩng đầu cười với cậu cảm ơn nụ cười thiếu nữ ngọt ngào rạng rỡ giang đồ nhìn chăm chú gương mặt cô một chút nghiêng người đi ra ngoài không có gì bàn trước chút tinh dao là hai nam sinh ngay khi tào thư tuấn rời đi Trương Thịnh liền tiến đến muốn bọn họ đổi chỗ, sau khi bị từ chối mặt cậu ta tối sầm lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Đồ, cười dễu cợt nói, Giang Đồ, đổi chỗ ngồi đi, tôi cho cậu hai ngàn tệ được không? Chúc tinh giao cau mày, Trương Thịnh, có phải cậu bị bệnh không? Ai thèm quan tâm đến tiền của cậu chứ? Trương Thịnh vẫn nhìn Giang Đồ, nói không chừng cậu ta bằng lòng đấy. Giang Đồ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Thịnh, cút. Cách xa chút tinh giao một chút, vẫn là vẻ mặt lạnh tanh kinh thường kia giống như lần trước ở trong phòng dụng cụ một từ cúc trực tiếp làm trương tịnh nổi giận cậu ta vung nắm đấm xông tới mắng chửi cúc con mẹ mày mày có tư cách gì bảo tao cúc ngay cả những người bên cạnh còn không nhìn thấy giang đồ ra tay như thế nào chỉ nhìn thấy cánh tay của trương thịnh bị bẻ ngược ra sau lưng và đầu ấn lên trên bàn sắc mặt giang đồ bình tĩnh thậm chí không hề cảm thấy tức giận chỉ nói một câu tôi đã nói rồi tôi không muốn đánh nhau trong trường học. Đánh nhau ở trong trường học sẽ bị xử lý kỷ luật và kiểm điểm, cậu đã ra nông nổi như thế này, không muốn lại để cho chút tinh giao nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình. Trong lớp học chỉ còn lại mười mấy người, tất cả đều khiếp sợ nhìn bọn họ. Lớp trưởng cùng Tào Minh vội vàng tới tách hai người bọn họ ra, Trương Thịnh tức giận đến đỏ mặt tí tai, nếu không phải bị lớp trưởng cùng Tào Minh lôi cậu ta đi, cậu ta nhất định xông lên đánh giang đồ trong lòng Tào Minh rất kiên dè sợ sệt Giang đồ, sải tay lôi kéo người đi. Đinh Hạng phục hồi tinh thần, dùng vẻ mặt bị chinh phục nhìn về Giang đồ, bây giờ tớ rất khâm phục cậu, đồ ca không phải là người nói suông. Giang đồ không phản ứng nhìn cậu ta, rủ mắt xuống nhìn chút tinh giao hình như bị kinh ngạc đến ngay người, thấp giọng hỏi, bị dọa à? Chút tinh giao lắc đầu, không phải. Giang đồ không biết cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không có ý định truy hỏi đến cùng cậu trầm mặt vài giây, nói, không phải là tốt rồi. Giang Đồ nhấc cặp sách lên, quay người đi ra khỏi phòng học. Lê Tây Tây mới là người bị dọa đến phát ngốc, chờ cậu đi rồi mới hô lên, bôi vải, vừa nãy Giang Đồ đẹp trai quá. chút tinh giao quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu, cô nghĩ tới ngay cả đám người trần nghị kia Giang Đồ cũng không sợ, làm sao có khả năng sẽ sợ Trương Thịnh? Chỉ là cậu thật sự không muốn đánh nhau mà thôi. Ngày hôm sau. Toàn bộ các lớp đều biết Giang Đồ với Trương Thịnh chiều hôm qua suýt chút nữa là đánh nhau, nguyên nhân là vì Trương Thịnh cầm lấy tiền sĩ nhục Giang Đồ, nguyên nhận thực sự chỉ có một mình Giang Đồ biết. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhoáng một cái đến tháng 12, tháng vào đông. Chúc Tinh Giao vẫn chưa quyết định được ở buổi tiệc đón mừng năm mới kéo đàn nhạc khúc gì, giờ nghỉ giải lao buổi sáng, cô cùng Lê Tây Tây nói chuyện, nếu không, cậu với tớ cùng lên sân khấu. Cậu hát, tớ đệm nhạc cho cậu đừng nhìn vóc dáng lê tây tây chỉ dừng lại ở một m 58 trông như một cậu bé dễ thương nhưng cô hát cực kỳ hay không muốn mọi người chỉ muốn xem cậu thôi cũng không phải muốn nhìn tớ lê tây tây từ chối tháo tai nghe của cô xuống tớ đã nói cậu chỉ cần ông đàn xe lô ngồi trên sân khấu tùy ý kéo một bài là tất cả mọi người đều khen hay cậu làm gì phải xoắn quyết thế để tớ giúp cậu chọn một bài đinh hạng cật nhã rướn người về phía trước cho tới chọn bài nữa. Lê Tây Tây trận mắt nhìn cậu, "Cậu sao? Cậu có năng khiếu nghệ thuật sao?" "Thôi quên đi." "Đinh Hạng, thẩm mỹ cơ bản cậu vẫn còn có được không?" Cậu quay nhìn về Giang Đồ, "Vậy để Đồ ca chọn đi." Giang Đồ ngẩng đầu, bởi vì vừa mới luyện tập thư giãn cho mắt xong, cậu không đeo kính, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng về phía chút tinh giao. Chút tinh giao sửng sốt, nâng má quay đầu lại bên trong đồng phục học sinh giang đồ mang một áo len màu đen, đường nét trên cổ thon dài mịn màng, mặt bên cổ dán một miếng băng cá nhân. Khi sáng Đinh Hạng hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nói không cẩn thận làm xước. Làm thế nào mới có thể bị trầy xước ở cổ được? Chúc tinh giao không tin cậu là do bất cẩn. Tuy rằng cậu không có cảm xúc gì, nhưng chút tinh giao cảm thấy hôm nay cậu trầm mặt hơn so với ngày thường, đều nói âm nhạc có thể khiến mang lại hy vọng cho người ta, không biết Giang Đồ có thích hay không, cô nhìn cậu, bỗng nhiên cười tít mắt nói, Đồ ca, chọn một chút không? Chương 12 Giọng nói người con gái nhẹ nhàng dễ nghe, gãi nhẹ tim phổi cậu. Một câu Đồ ca, khiến cho nhịp tim Giang Đồ chững lại một hồi, lại đập như đang nhảy múa điên cuồng. Chút tinh giao cũng không để ý được điểm này, sinh nhật Giang Đồ hình như là tháng 1, xác thực so với bọn họ cậu lớn hơn một chút. Đôi khi Lê Tây Tây cũng hay nói đồ gọi một câu đồ ca, cô gọi một tiếng cũng không có sao đâu nhỉ? giang đồ có chút bối rối chớp mắt đi, cổ họng nghẹn lại, nói ra vài chữ, đừng gọi tớ như vậy. chút tinh giao chỉ vào đinh hạng và lê tây tây, phòng phòng má, có chút không vui, tại sao? hai người bọn họ đều gọi cậu như vậy mà, bởi vì cậu và người khác không giống nhau. cậu làm chuyện gì, nói cái gì, đối với tớ mà nói đều là điều đặc biệt. giang đồ nói thầm trong lòng cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trầm mặt nhìn thiếu nữ không hề hay biết điều gì nhưng tùy ý dày vào lý trí của cậu, đôi mắt đen trong veo ngay thơ nhìn cậu. một lúc sau, cậu bất đắc dĩ nói, cậu ít nhất để tớ nghe trước một bài mới có thể lựa chọn được. chút tinh giao lập tức nở nụ cười, quay người xuống bàn sau, đưa tai nghe trên sách giáo khoa của cậu. những bài này đều là bản ghi âm trong các buổi biểu diễn của tớ. cô dùng lại một chút, hơi tò mò hỏi, chắc là cậu chưa từng nghe tớ kéo đàn phải không? Giang đồ trầm mặt, đáp lại, nghe qua rồi. Có phải là video được đăng trên diễn đàn trường không? Cô nhướng mày, nở nụ cười, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không leo lên diễn đàn của trường đấy. Giang đồ im lặng, không trả lời. Chính xác là cậu không xem trên diễn đàn của trường, cũng không phải là nghe từ video được tải lên diễn đàn, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hết sức bình tĩnh hỏi, cậu để tớ nghe qua một chút, là muốn tớ đưa ra ý kiến hay là tới chọn bài nào thì buổi tối ngày hôm ấy cậu sẽ biểu diễn bài đó. Chúc Tinh Giao, câu này được hỏi quá sắc bén. Trước tiên là cô muốn xoa dịu bầu không khí khiến cậu vui vẻ lên mới thuận miệng nói, cũng không nhất định để cậu xác định chọn một bài nào. Lê Tây Tây và Đinh Hạng cũng đang nhìn về phía cô. Chúc Tinh Giao chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, trước hết là cậu nghe qua một lượt được không? Từ cậu đeo tai nghe lên thời gian nghỉ giữa giờ còn lại không bao nhiêu, cậu chỉ nghe được một bài nhạc nhẹ nhàng, chung vào tiết liền vang lên, chút tinh giao đưa máy nghe nhạc cho cậu, cười ranh mảnh, cậu để tai nghe vào từ trong cổ áo, kéo khóa áo đồng phục lên cao, rồi mang tai nghe vào, như thế một bên tay che lại, tay còn lại viết bài, giáo viên sẽ không nhìn thấy. Cô làm như con cáo nhỏ đang che tay phải lại, dạy cậu cách làm sao phải làm việc riêng trong giờ học, nói xong lại có thấy chút ngượng ngùng, hết giờ học cậu có thể nghe cũng được cô thường xuyên lén lút nghe nhạc trong giờ học, làm sao Giang Đồ lại không biết? cậu không biến sắc nhìn cô, bỏ tai nghe từ dưới áo đồng phục lên cổ áo, đeo tai nghe ở tai trái, kéo khóa áo đồng phục lên cao, che đi tai nghe. nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn thấy được. được rồi. chút tinh giao sững sờ, đôi mắt cong lên mang theo ý cười, đồ ca, lợi hại. Giang Đồ, cậu hơi bất đắc dĩ nhìn ánh mắt của cô. tiết học này là môn lịch sử giáo viên lịch sử bằng bản lĩnh đã thôi miên gần hết các nam sinh trong lớp, giang đồ gục đầu xuống bàn, sống lưng hơi cong về phía sau, cả đầu chôn vùi hết xuống dưới, đến cả đinh hạng cho rằng cậu cũng bị ông thầy giáo lịch sử cùng tiếng đàn xe lô thôi miên. Hai bên tai giang đồ đều nhét tai nghe, cậu lặp lại ba lần bài xe lô suốt no. Một in dê mây giờ, một của nhà soạn nhạc Johan Sebastian Sừng Bách. Hai. Hai, Johan Sebastian Sừng là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ ốc găng, vĩ cầm, xeo lô và đàn hát chô người Đức thuộc thời kỳ Baroque 1600-1750. 1. Xeo lô no Một, một in dê được ông Bach có thể đã sáng tác trong giai đoạn 1717-23 khi ông phục vụ với tư cách là nhạc trưởng ở một thành phố nước Đức. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chút tinh dao kéo đàn xeo lô là vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp 2, Giang Cẩm Huy lại có thoái ham mê cờ bạc toàn bộ tiền lương của ông ta làm việc tại khu công xưởng cũ đến một phân tiền cũng không dùng ở nhà tất cả đều cầm đi đánh bài mắc nợ ông chủ sòng bạc một ít bên nhà tay lại nợ một ít số tiền cũng không lớn lắm ít nhất cắn răng chịu cực khổ làm việc một hai năm vẫn có thể trả được bởi vì quanh năm đánh bài nên chuyện tình cảm của ông với thương nhàn đã sớm không còn tốt nữa rượu chè say xỉn hoặc là đánh bài thua tiền sẽ không ngừng lãi nhãi còn có thể ra tay đánh người tính cách thương nhàn mềm yếu tiền bị Giang Cẩm Huy lấy đi cũng có thể nhìn xuống mà cho qua được. Bà cứ ôm hy vọng sau này ngõ Hà Tây này sẽ phá bỏ và di dời đi nơi khác, cứ như thế trong nhà mới tốt hơn. Hiện thực thì sao? Bất cứ lúc nào, tâm tính của con ma cờ bạc cũng không thể tin tưởng được. Cuối tháng 8, Trần Nghị dẫn theo một đám người và giấy nợ cho vay nặng lãi tới ngõ Hà Tây để đòi nợ. Đêm đó, lần đầu tiên giang đồ cảm nhận và nhận thức rõ ràng rằng cái gì gọi là niềm hy vọng bị dập tắt ra sao sau đó cậu và trần nghị đánh nhau một trận cũng đánh nhau với giang cẩm huy một trận tinh thần suy sụp chạy ra khỏi ngõ hà tây chạy lung tung một đường không có mục đích thậm chí còn không biết mình chạy đến nơi nào mãi đến khi bị bảo vệ khu biệt thự tưởng là kẻ khả nghi nên chặn lại lúc đó cậu mới biết mình đã chạy tới khu biệt thự tinh quyển cách ngõ hà tây hai con đường giải thích với bảo vệ rõ ràng cậu đi về phía trước dọc theo đoạn đường của biệt thự, tiếng đàn xe lô uyển chuyển liên tục kéo dài truyền vào trong tai cậu, cậu men theo âm thanh đi về phía trước, khu vườn được bao quanh hàng rào gỗ là hoa mộc lan trắng và đèn nê ông ánh hồng, ấm áp náo nhiệt, người cũng không ít, như là đang làm tiệc party nào đó. Ngồi trên bậc thang là một cô gái mang đồ lễ phục màu trắng đang kéo đàn xe lô, đường cong lạ lướt, nhẹ nhàng tỏa sáng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, thời điểm cô biểu diễn vô cùng tập trung cả người linh động mà toát ra nét đẹp tao nhã. Bầu trời đêm đó rực rỡ sáng sủa, những vì sao lấp lánh, lại thêm đèn trong vườn hoa lấp lóe ánh sáng đầy màu sắc, cả người cô như đang được ngăn cách ở một thế giới xa xôi tươi đẹp, tràn đầy màu sắc xinh đẹp. Giang đồ đứng ngoài thế giới đó, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Giai điệu tiếng đàn solo trầm bổng uyển chuyển, da giết dường như bao dung chứa đựng vạn vật trên thế giới. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng đàn dường như đang an ủi những sự muộn phiền trong lòng cậu, tất cả điều không cam lòng và khó chịu đều bị xóa sạch. Tiếng đàn dừng lại. Có người gọi cô, tinh tinh, kéo tiếp một khúc nữa. Cô gái mỉm cười, được. Giang đồ đứng ở thế giới khác nhìn thêm 10 phút, quay người rời đi. Sau đó, cô đứng trên bục giảng lớp 10 số 7 mỉm cười giới thiệu bản thân, tớ tên chút tinh giao. Giang đồ, cậu nghe xong chưa? Đồ ca, cậu nghe xong chưa? Giang đồ đột nhiên ngẩng đầu, làn da cậu trắng lạnh, trán bị ép xuất hiện vệt ửng đỏ, đôi mắt hơi hướng vào bên trong, đôi mắt cong lên, đôi mắt hai mí mỏng lạnh lùng tản ra từ đôi mắt, lúc cậu không đeo kính cũng không cười vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, nhìn thẳng về phía chút tinh dao. Lê Tây Tây cười ha ha hai tiếng, cậu xem cậu xem kìa, nhất định phải để tinh tinh gọi đồ ca mới tỉnh dậy. Đinh Hạng cũng cười, đồ ca, cậu phiêu rồi. Giang đồ cúi đầu mím môi khô khốc, khàn giọng nói, tớ không chú ý đã hết tiết học. Chúc tinh giao nhớ tới cậu trong tiết học đều vùi đầu trên bàn, nhỏ giọng nói, không phải cậu nghe rồi ngủ thiếp đi chứ. Giang đồ có chút buồn cười, trong mắt tràn đầy ý cưới, không có. Chúc tinh giao không tin lắm, vậy cậu thích bản nhạc nào? Mấy nghe nhạc được giang đồ cài đặt một bài lặp lại liên tục, cậu kéo khóa áo đồng phục học sinh xuống, lấy tai nghe ra đưa tới, hiện tại là bản này chút tinh dao nhét tai nghe vào, có chút ngạc nhiên nhìn cậu, cậu thích bản này sao? Tại sao thế? Cậu từng một tiếng, rủ mắt nhạt nhẽo nói, nghe xong tâm tình sẽ tốt hơn. Như vậy à? Chúc tinh dao nhìn chăm chú miếng dán băng cá nhân trên cổ cậu, lại nhìn đến sắc mặt cậu, thoạt nhìn tâm tình có tốt hơn một chút, cô nâng mái nhìn về Lê Tây Tây, vậy thì chọn bản này đi. Lê Tây Tây cho rằng bản nào cũng được cả, bởi vì cô cảm thấy tất cả đều nghe rất hay được đinh hạng thở dài đau lòng mà nói tớ có cảm giác mình bị đối xử không công bằng đến cả ý kiến của mình cũng không được đưa ra lê tây tây mỉm cười ai bảo thành tích học tập của cậu đứng từ dưới đếm lên ngoại hình còn không đủ ngầu cũng không đánh lại được trương thịnh đinh hạng khoảng thời gian trước trương thịnh thường xuyên tới khiêu khích nhưng giang đồ nói không đánh nhau ở trường học sẽ không động tay động chân một lần cũng không phá vỡ quy tắc của mình. Vào buổi chiều, Chúc Tinh Giao báo tiết mục lên văn phòng. Lúc tan học, Chúc Tinh Giao nhìn thoáng qua vết thương trên cổ Giang Độ, thừa dịp lê tay tay đi ra ngoài vứt rác, Đinh Hạng cũng không còn ở đây, nhỏ giọng nói, cậu. Là bị người khác đánh sao? Tớ nói đến đám người kia. Giang Độ biết cô đang nói đến đám Trần Nghị, ngón tay cậu cò cò trên cổ, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, chuyện thường ngày như cơm bữa thôi ngược lại đám trần nghị mỗi tháng đến nhà cậu để đòi nợ nếu cậu ở nhà thì bọn họ sẽ biết chừng mực một chút còn nếu không thì đồ vật gì trong nhà đều bị gặp tai họa chuyện thế này báo cảnh sát cũng vô dụng không quản được cậu nói xong không nhìn sắc mặt thông cảm xoắn xuýt của chút tinh dao liền xoay người rời đi vào ngày lễ giáng sinh giang đồ nghiêng người dựa vào tường đầu dựa vào vách tường ánh mắt nhàn nhạt nhìn về chút tinh dao cô cùng lê tây tây đang sắp xếp lại thiệp chúc mừng kẹo chocolate và mấy quả táo nhét đầy trong ngăn bàn, kỳ thực cô rất phiền những đồ này, mỗi lần thu dọn đều cảm thấy hơi cáu kỉnh. Có lúc, cậu đến lớp sớm, còn có thể nhìn thấy mấy phong thư tình nằm rải rác trong ngăn bàn học của cô. Luôn có một vài nam sinh không biết tự lượng sức mình nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng tốt đẹp, muốn tranh nhau giành được ánh sao. Trên tay trái cậu nắm nửa đoạn bút chì, trầm ngâm rũ mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó chút tinh dao buồn phiền nhìn về đống kẹo chocolate cùng mấy quả táo, quay người nhìn cậu, ánh mắt tha thiết chờ mong nói, cậu ăn táo không? Giang đồ quay đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói, không ăn. Chút tinh dao, còn chocolate. Cậu xoay người mặt hướng về phía trước, cao mày nói, nếu như cậu thật sự không biết xử lý như thế nào, để tớ giúp cậu vứt chúng vào thùng rác. Chương 13 Ê! Đừng, đừng, đừng! Đinh Hạng vội vàng ngăn cản, làm ra vẻ mặt vì nữ thần mà giải quyết vấn đề khó khăn, ném mấy đống này đi thật lãng phí đấy. Chia cho tớ mấy phần đi, tớ ăn, tớ ăn. Bao nhiêu tớ đều ăn hết. Hai cậu bạn ngồi bàn trước cũng xoay người nói, bọn tớ cũng có thể giúp cậu. Chút tinh giao. Cô nhìn sắc mặt lạnh lùng của Giang Độ, cảm thấy cậu chắc có thể đã hiểu lầm, thật sự không phải bởi vì cậu ấy nghèo nên cô mới hỏi cậu ấy muốn ăn hay không. Lê Tây Tây thuận tay lấy hai quả táo lên trên bàn, đứng dậy hét to, ai muốn ăn táo, kẹo chocolate thì tự mình tới lấy nha. Chu Thiến tới lấy hai quả táo với một hộp kẹo chocolate, quay đầu bảo, tới lấy đi, không có độc đâu. Trong lúc nhất thời, nam sinh nữ sinh đều tập hợp lại đây, rất nhanh đã phân chia hết đống đồ ăn này. Cảm ơn nhé, nữ thần. Đợi đến giờ giải lao không cần mua đồ ăn vặt nữa rồi. Nếu như mỗi ngày đều có thì tốt quá tớ nói như vậy thì có bị nữ thần đánh chết không? Chúc tinh giao. Cô nghiêm nghị nói, có. Mọi người đều cười ha hả, chúc tinh giao nhìn mặt bạn sạch sẽ, ngăn nắp, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng than phiền với Lê Tây Tây, nhưng đừng tặng nữa, thật phiền phức. Lê Tây Tây còn nói, đám nam sinh trong đầu này chứa đầy phân rồi. Đưa một đống đồ ăn, là muốn nuôi nữ thần chúng ta thành heo sao? Chúc tinh giao. Cô nhét một hộp kẹo chocolate vào trong lòng Lê Tây Tây, cậu có thể ngậm miệng được rồi. Lê Tây Tây vừa mở kẹo chocolate, quay người ném mấy viên lên bàn Đinh Hạng, Đinh Hương Hoa, mời cậu ăn kẹo. Cô nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Giang Đồ, thu cái tay muốn ném vài viên kẹo về phía cậu, ho nhẹ, quay trở lại. Đinh Hạng bóc một viên bỏ vào miệng, liếc nhìn Giang Đồ, đồ ca, ăn không? Giang Đồ lạnh nhạt, không ăn. Buổi chiều tan học, Lê Tây Tây nói muốn đi mua album của Châu Kiệt Luân. Chúc Tinh Giao quay đầu nhìn lại, thấy Giang Đồ giống như thường ngày, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Hai người cả ngày hôm nay hầu như không nói chuyện với nhau một câu nào. Thực ra bình thường cũng gần như thế. Giang Đồ rất ít nói chuyện, căn bản là người khác hỏi cậu, rồi cậu trả lời. Nếu không cần thiết, cậu chủ yếu sẽ không chủ động nói chuyện. Một người hết sức không chủ động. Giang Đồ kéo khóa cặp sách rủ mắt xuống nhìn thấy cô. chút tinh giao nghĩ thầm cuối cùng cũng nhìn đến cô, cô chớp mắt, ngày nào tan học cậu đều gấp gáp như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cậu chơi bóng bao giờ, cậu đi làm gì à? Bình thường các nam sinh sau khi tan học sẽ chạy đi chơi, không phải đi quán nét chơi game thì chính là đến sân bóng chiếm chỗ chơi bóng. Cô chưa bao giờ thấy cậu ở trên sân bóng. Giang đồ mang cặp sách lên vai, nhàn nhạt nói, làm việc, tớ đi trước dáng người cao chân lại dài rất nhanh đã ra khỏi cửa lê tây tây quay đầu nhìn đinh hạng đồ ca làm công việc gì vậy chút tinh Giao cũng đang nhìn đinh hạng đinh hạng nhún vai đừng nhìn tớ tớ cũng không biết đâu dù sao bình thường khi tan học là đồ ca liền đi ngay có đôi khi còn thức cả đêm hỏi cậu ấy thế nào cũng không nói cho tớ biết có điều theo quan sát của tớ ngày nào cậu ấy đến lớp mà ngủ nửa ngày chứng tỏ đêm hôm trước chắc chắn cậu ấy làm việc suốt cả đêm chút tinh giao suy nghĩ kỹ càng ngồi bàn trước bàn sau cũng đã hơn một tháng hình như mỗi khi cuối tuần cậu ấy sẽ luôn có hai ba ngày ngủ không đủ giấc thời gian lễ hội chào mừng năm mới vào buổi tối thứ sáu địa điểm ở hội trường nhất trung đằng sau hội trường nối liền với sân thể dục rộng rãi đủ để chứa hết toàn học sinh của trường tuần này chút tinh giao rất bận rộn phải phối hợp tổng duyệt toàn bộ quy trình của chương trình để tránh khỏi xảy ra sai sót, nhà trường sắp xếp tiết mục của cô làm tiết mục hạ màn. Buổi chiều thứ năm, Trúc Tinh Giao mang đàn solo tới trường học, tiến hành diễn tập một lần cuối cùng. Đàn solo là bảo bối của cô, lần đầu tiên cô mang đàn solo đến trường, vừa vào cổng lập tức thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Lục tẩy, Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương cùng nhau đạp xe đến trường, vừa bước vào cổng trường, đã nhìn thấy trước mặt bọn họ là một cô gái đang mang cái cặp lớn màu đỏ. Đàn xeo lô sở dĩ gọi là xeo lô là bởi vì nó rất to, buổi chiều hôm nay cô không mặc đồng phục học sinh, trên người mặc một cái áo khoác màu kaki ngắn phối với quần dinh tự sửa lại, cả người xem ra rất nhỏ nhắn, cặp đựng đàn so ra còn cao hơn cô một cái đầu. Chu Nguyên vội vàng đẩy đẩy lục tể, cái cặp kia xem ra rất nặng, cậu. Cậu tranh thủ thời gian đi lấy lòng đi chứ cậu còn chưa nói xong, lục tể liền đạp xe chạy nhanh ra ngoài. Chúc tinh giao. Lục tể hô tên cô, dừng lại bên cạnh cô. Chúc tinh giao quay đầu lại, lục tể chỉ cái cặp đang nằm trên lưng cô, nặng lắm phải không? Để tớ mang giúp cậu nhé. Không cần đâu, cảm ơn. Chúc tinh giao mỉm cười, từ chối, tớ mang nó quen rồi, không cảm thấy nặng bao nhiêu, cậu đi lên lớp trước đi, sắp vào giờ học rồi cô xoay người đi thẳng về phòng hội trường lục tể chống chân nhìn dưới mặt đất vài giây chu nguyên và hứa hướng dương đứng ở bên cạnh cậu ta chu nguyên chỉ về chút tinh dao đã đi xa tớ nghe nói một cây đàn xe lô của chút tinh dao muốn mua cũng phải mười mấy vạn tệ chính là cây đàn trong video được đăng trên diễn đàn của trường đấy học sinh trong nhà có điều kiện ở nhất trung không ít đồ vật về nghệ thuật từ trước đến giờ đều là vô giá tục sưng đắt tiền lục tể thu lại ánh mắt không có gì ngạc nhiên khi giá cả của cây đàn được đặt làm riêng đều là hàng chục nghìn nhân dân tệ trở lên chu nguyên cười khoác vai cậu ta nhíu mày nói chẳng qua trong nhà cậu có nhiều tiền như vậy có thể tặng cậu ấy một cây đàn cũng được dũng cảm lên nào lục tể hơn một tiếng đi thôi chu nguyên gấp rút đạp xe đuổi theo buổi lễ hội cậu thật sự không dự định làm gì à cơ hội tốt như vậy cậu đừng ồn ào nữa Lục tể quay lại trừng mắt cậu ta một cái, thấp giọng nói, tớ có chuẩn bị quà năm mới rồi. Lớp 7 cũng có nam sinh trên đường tình cờ gặp chút tinh giao, vừa về tới lớp học đã hăng hái tuyên dương, vừa nãy tớ nhìn thấy nữ thần cổng đàn xe lô đến tổng duyệt, tối ngày mai là có thể xem lễ hội được rồi. Đinh Hạng cầm bút chọc vào lưng Lê Tây Tây, này Lê Tây Tây. Lê Tây Tây quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, cậu có chuyện gì thì nói đi, lại chọc lưng tôi làm gì, tôi sẽ đánh cậu. Đinh Hạng. Cậu ta gãi đầu, nói không nên lời, cậu hung giữ cái rắm gì, chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện phím thôi mà. Cậu tán gẫu với Giang Đồ đi. Cậu ấy không nói chuyện với tớ. Hơn nữa cậu ấy cũng không biết đâu. Giang Đồ đang soát lại đề thi vật lý, nghe vậy cũng không ngẩn đâu. Lê Tây Tây cảm thấy Đinh Hạng thật đáng thương, cô có thể sẽ uất ức khi ngồi cùng bạn với người như Giang Đồ. Cô quay đầu nhìn Đinh Hạng, cậu muốn tán gẫu chuyện gì, những vì sao hay là ánh trăng? Đinh Hạng cười gượng, lúc nãy tớ ở nhà vệ sinh năm nghe nói đến cây đàn xe lô của nữ thần muốn mua cũng phải mất mười mấy vạn, thật hay giả vậy? Lê Tây Tây, đúng. Một cây đàn xe lô mới do nhà công ở ý chế tác độc lập thường có giá trị lên đến mười mấy vạn, mấy cây đàn của Tinh Tinh đều đặt làm riêng, hình như cây đắt nhất gần trăm vạn. Đinh Hạng tặc lưỡi, đắt đến dọa người. Sau đó lại cười, nói, này mới xứng với nữ thần. Ngồi bút giang đồ dừng lại, ánh mắt nhìn chầm chầm đề thi, hơi xuất thần. Ngày đó sau khi tan học, rất nhiều người đều chạy tới hội trường xem buổi tổng duyệt, giang đồ gặp Lâm Giai Ngữ ở khu giữ xe, Lâm Giai Ngữ mới vừa đẩy xe đạp đi ra, nhìn cậu cười, giang đồ, lát nữa cậu đi đâu à? Cậu ngồi sổng xuống, mở khóa xe đạp, ừ, quán ba bạn anh lương thiếu người, tớ đến đó giúp đỡ. Loại công việc tạm thời này tiền lương tương đối cao, có điều Lâm Giai Ngữ rất ít đi làm, cô không ngờ cậu thiếu tiền như vậy, cô tà một tiếng, vậy cậu cẩn thận một chút nhé, chung quy là quán ba rất loạn, đừng chọc đến người khác. Giang đồ dắt xe đạp, nhìn cô, tớ đi trước. Lâm Giai Ngữ, này, chờ chút. Câu đã đi rồi, nhưng dừng lại quay đầu, sao thế? Lâm Giai Ngữ đẩy xe đạp lên phía trước, chờ tớ một lát, Tớ muốn mua thiệp chúc mừng năm mới, có bạn học tặng tớ, tớ cũng phải đáp lễ, cậu thì sao?" Cô chớp mắt, "Có người tặng cậu thiệp chúc mừng năm mới không? Nếu có vài lời muốn nói tớ giúp cậu mang đi vài tấm, không đáp lễ thì không hay cho lắm, cậu cũng đừng lúc nào lẻ loi một mình nữa, tiếp xúc nhiều bạn bè nhiều một chút." Giang Đồ không kiên nhẫn nghe cô thuyết giáo, lạnh giọng nói, "Không cần, tớ đi đây." Quán bar ở trung tâm thành phố nằm ngay phía sau nhà hàng thịt nướng của anh Lương, Giang độ để xe đạp ở nhà hàng thịt nướng, thay đồ đồng phục học sinh rồi mới đi về quán bar, đi qua chỗ rẽ có một cửa hàng tinh phẩm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên tủ kính cửa hàng treo đủ các loại quà tặng tinh xảo, ánh mắt của cậu rơi vào tấm thiệp chúc mừng được treo trên đó, thiếu nữ ông đàn xe lô ngồi trên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Giang đồ nhìn chăm chú, đi vào mua tấm thiệp chúc mừng kia gần tới kỳ nghỉ Tết dương lịch, các quán bar như này đặc biệt rất đông khách, giang đồ mặc áo quần đồng phục vào, đã bị người ta nhét trong tay một cái khay, vốt ca chỗ ngồi số 97, cậu đưa tới đi. Giang đồ gật đầu, ừm. Cậu bưng khay xuyên qua ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đến gần chỗ ngồi số 97. Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Trần Nghị với đám anh em kia của hắn ta, hắn ta đối với mấy chỗ này quá quen thuộc, mỗi tháng đều có thể thấy một hai lần, bước chân cậu dừng lại, cũng không muốn gây chuyện, vừa định xoay người nhờ đồng nghiệp đưa tới. Chính xác à, nhìn thấy ngay trước cổng trường nhất trung, mang theo cây đàn xe lô bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz, chiếc xe kia chừng mấy trăm vạn đấy, quả nhiên là đại tiểu thư nhà có tiền. Tao cũng nhìn thấy, cảm giác so với hai tháng trước càng ngày sinh hơn, rất có khí chất. Đàn xe lô. Trần Nghị lười biến hỏi, chắc là sinh viên nghệ thuật. Không phải. Tên đàn em uống ngụm rượu, có chút trở nên kích thích, em bắt một đứa học sinh hỏi, cô bé kia tên là Trúc Tinh Giao, là hoa khôi trường học của bọn chúng, thảo nào xinh đẹp như vậy, tối mai nhất trung có buổi tiệc chào đón năm mới, cô bé sẽ biểu diễn tiết một kéo đàn xeo lô. Anh Nghị, tối mai chúng ta có muốn trèo tường vào xem không? Trần Nghị lắc ly rượu, hư lạnh nói, tao vốn dĩ dự định đến ngõ Hà Tây vào tối mai, nghe nói hôm qua Giang Cẩm Huy thắng tiền, Tên khốn nạn kia thắng tiền cũng không biết chủ động trả nợ, mỗi lẫn đều phải đe dọa mới chịu trả, thật là con mẹ nó muốn ăn đòn đây mà. Hắn ta nhớ đến gương mặt xinh đẹp của chút tinh dao, bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, quên đi, tối mai tao sẽ đi xem, nói thật tao cũng rất nhớ nhung tiểu mỹ nhân kia, còn nằm mơ thấy, này. Lời nói còn chưa dứt, cạch một tiếng. Một ly rượu vodka hát xuống trước mặt hắn ta, bị đổ một nửa, mẹ nó toàn bộ văng xuống đũng quần của hắn ta. Rượu của ngài. Giọng nói thiếu niên lạnh lùng, xoay người rời đi. Trần Nghị phục hồi tinh thần, hùng hổ đứng lên, tóm chặt cổ áo của cậu kéo lại, tàn nhẫn nói, Giang Đồ, con mẹ nó mày có ý gì? Chương 14 Giang Đồ bị kéo phải lùi lại phía sau vài bước, cậu quay đầu, mặt vô cảm nhìn hắn, không có ý gì. Trần Nghị khó chịu nhất chính là luồng sức mạnh này trên người cậu, rõ ràng trong nhà đều là cái dạng quỷ quái kia, mà còn một dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, lúc nhìn bọn hắn đáy mắt đều lộ ra một cổ ý tứ khinh thường, cũng không biết cậu ta khinh thường cái gì. Chính bản thân cậu ta có thể tốt ở đâu? Hắn cười lạnh, còn nói không có ý gì. Vậy mày đổ ly rượu lên trên đũng quần của tao là sao hả? Giang đồ bình tĩnh nói, một người đàn ông sắp 30 tuổi lại có ý dâm loạn với một học sinh cao trung mới mười mấy tuổi, ngay cả rượu đều không nhìn nổi sự hạ lưu của mày. Trần Nghị hít mắt lại, còn chưa động thủ, đã có thuộc hạ tiến lên vung một quyền vào bụng Giang Đồ, Giang Đồ không chút nghĩ ngợi nhất chân đạp qua, chân cậu dài, so với người nọ hạ quyền còn nhanh hơn, người nọ ông bụng mắng một câu, mẹ nó. Rất nhanh, một đám người xông lên, Giang Đồ bị Trần Nghị ấn xuống, bị người nọ trả lại một quyền, phần bụng âm ý đau nhất. Cậu bình tĩnh giãy dụa, đã chuẩn bị sẵn sàng cùng bọn hắn đánh nhau một trận, điều cậu hối hận duy nhất chính là đeo kính. Ngược lại Trần Nghị ngăn bọn họ lại, hắn liếc mắt nhìn qua quản lý quán ba vội vàng chạy tới, giơ tay lên hô, đều dừng tay lại coi, ông chủ quán ba cùng lão đại có chút giao tình, đừng đập phá. Hắn ta buông gian đồ ra, lạnh lùng nhìn cậu, ly rượu đó tính vào tiền công của mày. Lương mà gian đồ làm thay một ca tối là 150 tệ, ly rượu đó 120 tệ, tối nay xem như cậu bỏ công vô ích rồi. Cậu không hối hận một chút nào, quản lý đen mặt kéo cậu qua, giáo huấn vài câu, cậu làm sao vậy? Lương Thành nói cậu là người thận trọng lại có năng lực, đây cũng không phải là lần đầu cậu đến hỗ trợ, làm sao có thể cùng khách đánh nhau thế hả? Giang đồ rũ mắt, thờ ơ nghe giáo huấn. Đêm đó gần như không ngủ, quán ba đóng cửa đã là năm, sáu giờ sáng, cậu vọt vào phòng nghỉ tắm, rửa sạch đi mùi thuốc lá, rượu dính trên người, mặc đồng phục, đạp xe đến trường. Trong phòng học không có ai, Giang Đồ rút tấm thiệp từ trong cặp, cúi đầu trầm ngâm thật lâu, tay phải cầm bút máy đã cứng đờ, chưa nghĩ đến nên viết gì. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc của thiếu nữ, ôi! Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa sau. Cô gái mang một cây đàn xeo lô từ từ bước vào, ngạc nhiên nhìn cậu, sao cậu lại đến sớm như vậy? cậu thản nhiên kéo sách ngữ văn qua, đặt tấm thiệp xuống dưới, che kín, mới hỏi ngược lại cô, vậy sao cậu lại đến sớm như vậy? Cũng không tính là sớm, cách tiết đọc sớm 10 phút, nhưng hầu hết mọi người đều gần đến giờ mới tới lớp, 5 phút cũng coi như là sớm. Hôm qua tớ mang đàn xe lô đến trường, mọi người đều nhìn chầm chầm tớ, vì vậy hôm nay tớ muốn đến sớm hơn một chút, để tránh bị mọi người vây xem. Chút tinh giao đứng trước mặt cậu, nhìn quanh lớp học, thì thầm một câu, mình để đâu được nhỉ? Giang đồ nhìn cô, trường học không có phòng nào để bảo quản nhạc cụ à? Có, nhưng tớ đến sớm, giáo viên vẫn chưa mở cửa. Chút tinh giao nhìn trúng gốc trống phía sau cậu, ánh mắt sáng lên, chỉ chỉ nơi đó, tớ để ở chỗ này được không? Chỉ cần để buổi sáng là được rồi. Giang đồ quay đầu lại nhìn thoáng qua, có thể. Cô đặt cặp sách lên bàn, vừa xoay người liền cảm thấy trên vai nhẹ đi, Giang Đồ đã tháo túi cầm đạn của cô xuống, cô có hơi ngạc nhiên. Theo bản năng nhắc nhở, cậu nhẹ tay một chút nha. Đó là bảo bối của Tớ. Động tác của Giang Đồ cứng đờ, rũ mắt xuống nhìn cô. Tớ biết, mỗi một cây đàn đều là bảo bối của Tớ. Cây đàn trước kia khi còn bé mấy trăm tệ cũng vậy, Tớ đều giữ gìn thật tốt. Cô theo bản năng giải thích, sợ cậu hiểu lầm, giọng đều còn có chút gấp gáp, cho nên không phải vì đắt tiền, mà do nó là bảo bối. Giang đồ đặt đàn ở một góc, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút, cậu gấp cái gì? Tớ không hiểu lầm cậu. Vào đông trời sáng muộn, trong lớp học đèn chiếu lên gương mặt trắng lạnh của thiếu niên, chút tinh dao ngửa mặt lên, xuyên qua trồng kính, rõ ràng nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt cậu, cô mím môi, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua cậu đi làm gì vậy? Trên hành lang bỗng nhiên truyền đến những bước chân dồn dập lộn xộn, cửa trước ầm một tiếng bị hất văng ra, hai nam sinh đùa dẫn xông vào phòng học bọn họ thấy chút tinh dao và giang đồ đứng rất gần đều có chút sững sờ chút tinh dao thoải mái nhìn về phía bọn họ cười nói chào buổi sáng nam sinh gãi gãi đầu chào buổi sáng nữ thần cậu đến sớm vậy tớ mang theo đàn cho nên muốn đến sớm một chút ồ thì ra là vậy giang đồ không chút biến sắc ngồi xuống cũng tránh được câu hỏi của chút tinh dao cây xe lô đặt ở góc trống phía sau cậu, cậu trở thành sứ giả bảo hộ cây đàn suốt cả buổi sáng, không cho người nào tới gần. Bởi vì buổi tối có tiệc đón năm mới, vậy nên ở trường cho học nửa ngày, các học sinh đã sớm rục trịch trộn rộn, chờ mong buổi lễ tiệc tối đón mừng năm mới, mà chúc tinh giao ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, liền đi trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị cho buổi diễn. Bữa tiệc chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, mỗi lớp đều có một địa điểm cố định đặt ghế gọn gàng ngay ngắn, xem ra rất hoành tráng. Lê Tây Tây và Chu Thiến ở hậu trường cùng Chúc Tinh Giao. Chúc Tinh Giao ở bên ngoài lễ phục mặc một bộ áo lông rộng thùng thình, lười biếng nằm trên ghế, cắn ống hút, không để ý uống sữa đậu nành, sắp bắt đầu rồi, các cậu còn không quay về sao? Mở màn là Hạ Cẩn múa đơn, tớ xem qua buổi tổng duyệt, rất đẹp. Hạ Cẩn là hoa khôi lớp 15, cũng là một cô gái đa tài đa nghệ. Lê Tây Tây kéo Chu Thiến đứng lên, cười tủm tỉm, "Vậy chúng tớ về trước đây, đám nam sinh kia chờ mong nhất là màn biểu diễn của cậu đó, nữ thần lô. Chút Tinh giao thúc giục, "Cậu nhanh đi đi." Lê Tây Tây làm mặt quỷ, lôi kéo Chu Thiến đi. Chút Tinh giao vừa quay đầu, liền thấy Hạ Cẩn đứng ở phía sau, sắc mặt không dễ nhìn lắm, cô xấu hổ nở nụ cười, nghĩ thầm, "Xong rồi." Lời nói của Lê Tây Tây bị cậu ấy nghe được rồi bữa tiệc diễn ra sôi nổi kết thúc trước mười hai giờ hiện tại đã qua hơn phân nửa thời gian đã gần mười một giờ đinh hạng nhìn cái ghế trống bên cạnh mình sốt ruột gãi đầu đồ ca sao còn chưa tới chứ trương thịnh cười nhạo đồ ca cái rắm cậu ta là anh cái gì chứ nhưng mà không bảo cậu gọi đinh hạng bị nghẹn nói với nam sinh bên cạnh nếu không đến đợi lát nữa nữ thần sắp lên diễn rồi nhà trường không yêu cầu mỗi học sinh đều phải đến xem bữa tiệc hơn nữa thời điểm này quản lý cũng tương đối lỏng lẻo, Đinh Hạng gọi mấy cuộc điện thoại cho Giang Đồ, cũng không có người nghe máy, đến lúc sau, trực tiếp tắt máy. Cậu lẩm bẩm, làm cái gì? Nam sinh ngồi trước bàn của chút tinh giao, có lẽ là đối với buổi tiệc tối không có hứng thú, cậu xem bình thường cậu ấy một mình đến một mình đi, thoạt nhìn ngay cả sở thích cũng không có, ở nhà ngủ hoặc đi ra ngoài chơi, đến tiệm nét chơi game cũng không chừng. Đinh Hạng cảm thấy hình như có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Nữ thần biểu diễn ca khúc đêm nay chính là do Giang Đồ chọn, cậu ấy sao có thể không đến xem chứ? Theo cậu thấy, không nhìn thấy chút tinh giao biểu diễn cũng giống như bị mất ví tiền. 11 giờ 40 phút Chút tinh giao sách làng váy đi về phía giữa sân khấu, lúc nhận xeo lô từ trong tay sân khấu, có chút ngạc nhiên. Lục tể cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói, cố lên. Cậu đưa cây đàn cho cô cô tiếp nhận thì thầm cảm ơn cậu bóng đêm nặng nề đường phố vào mùa đông vắng vẻ một bóng dáng cao gầy nhanh chóng chạy qua đầu đường vọt tới cổng trường nhất trung không đợi bảo vệ mở ra một tay chống lên lan can nhanh nhẹn linh hoạt nhảy vào hai chân vừa chạm xuống đất lại nhanh chóng chạy về phía trước bảo vệ ngay người vội vàng đuổi theo lớn tiếng quát này thằng nhóc kia dừng lại cho tôi cho cháu vào rồi sao thể trường đâu dừng lại cho tôi cháu có nghe tôi nói không thiếu niên không để ý chạy xa như cuồng phong bảo vệ cầm bộ đàm đứng sững tại chỗ nếu không phải nhìn trên người cậu mặc đồng phục học sinh đã sớm sai người bắt được thằng nhóc kia ông nhíu mày nói thầm hơn nửa đêm chạy cái gì vậy bị quỷ đuổi theo à giang đồ ra sức chạy về phía phòng hội trường cậu dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này gió lạnh xuyên qua vào lồng ngực lạnh đến mức thấu xương cậu cũng không thèm để ý, men theo tiếng đàn trầm bổng chạy về phía trước, hội trường rộng lớn mở ra, mấy ngàn học sinh trên sân thể dục, một mảnh đen nhánh, cũng rất yên tĩnh. Tiếng đàn xe lô dừng lại. Đám đông đen nhìn nghịch đột nhiên sôi nổi nhốn nhau hẳn, có một nam sinh đứng lên, tay làm thành hình kèn, cao giọng hét lên, nữ thần. Thêm một khúc nữa. Bị giáo viên chủ nhiệm phía sau vỗ vào gáy, hét cái gì mà hét. Im lặng, ngồi xuống. Dây tiếp theo, cảnh tượng dần dần mất kiểm soát, càng ngày càng có nhiều nam sinh đứng lên, chúc tinh giao. Tớ yêu cậu. Thêm một khúc nữa. Nữ thần. Chúc tinh giao. Thêm một khúc nữa. Tối nay không về. Chúc tinh giao. Thêm một khúc nữa. Một đám thanh xuân vô địch, nội tiết tố không có chỗ phát huy, không ngừng sao động trong thân thể huyên náo, tha hồ mà vui vẻ. Giang đồ đứng bên ngoài thế giới ồn ào náo nhiệt kia, không lưng, hai tay chống lên đầu gối, dùng sức thở dốc, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống, dưới gió lạnh thổi bay, cả khuôn mặt đều trở nên lạnh lùng, hơn nữa còn có vết thương trên mặt, thoạt nhìn có chút chật vật. Cậu lau mồ hôi trên mặt, từ trong túi áo lấy kính ra đeo lên, đứng thẳng dậy, nhìn thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng trên sân khấu, cô đứng lên, chân thành cúi đầu chào cảm ơn. Muôn vàng ánh sáng bao phủ sân khấu, thiếu nữ đứng ở giữa sân khấu tinh tế xinh đẹp, so với những vì sao trên bầu trời còn tỏa sáng lấp lánh hơn. Giang đồ nhìn cô nhất đàn đi về hậu trường, trước khi đám người tản đi, liền xoay người rời đi. Tòa nhà dạy học một vùng tối tăm, mọi người đều tụ tập đi xem buổi lễ, bên này một người cũng không có, bóng dáng người thiếu niên cao gầy đi vào, cũng không ai nhìn thấy. Cậu đẩy cửa sau của lớp 10 số 7 ra, bật đèn rồi đi vào. Khóe miệng thiếu niên bị rách, vết máu trên mặt đã khô lại, cậu rút tấm thiệp chúc mừng từ sách ngữ văn ra, ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ một lát, trước khi hạ bút, bỗng nhiên dừng lại, đổi bàn tay khác. Chương 15 Khi chút tinh giao trở lại hậu trường đã lạnh cống, cô dùng sức chà sát trên cánh tay trần, vai bỗng nhiên nặng trĩu, trên người có thêm một bộ áo lông vũ màu trắng, là áo lông của cô. Cô sững sờ quay đầu lại, lục tể mặc áo lông màu đen, cao gầy đứng ở phía sau cô lục tể nhìn xương quai xanh tinh xảo lộ ra của thiếu nữ thấp giọng nhắc nhở cô nhanh chóng đi thay quần áo đi đừng để bị cảm cảm ơn chút tinh giao lạnh tê người rồi giọng nói có chút run rẩy cô mỉm cười với cậu chạy đi thay quần áo thay quần áo trở lại thấy trên cặp của mình đặt một hộp quà nhỏ tinh tế cô cầm hộp quà nhìn xung quanh ánh mắt nhìn thấy lục tể còn đứng tại chỗ cậu nhướng mày cười nói một câu hậu trường ồn ào cô không thể nghe rõ giọng nói của cậu, theo khẩu miệng cậu nhìn mới biết cậu nói là, chúc mừng năm mới. Chúc Vân Bình và Đinh Du đến đón cô, về đến nhà tắm rửa xong đã một giờ sáng, chúc tinh giao mở hộp quà kia ra, bên trong là một cái mặt dây truyền hình đàn xe lô làm bằng gỗ định chế, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, phía dưới hộp quà đè một tấm thiệt nhỏ màu trắng. Tình cờ nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ thích. Ký tên, Di. Di, có lẽ là mật mã của lục tể chúc tinh giao cầm tấm thiệp, lục tể thật sự rất biết cách chọn quà, lần trước tặng vé xem buổi hòa nhạc solo của ban nhạc mà cô thích, lần này lại tặng mặt dây truyền hình đàn solo, chúc tinh giao, tất cả mọi thứ về đàn solo đều không thể chống cự được. Cô rất thích mặt dây chuyền này. Lục tể này. Cô nhớ đến nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu, thực sự trong lòng không cảm thấy đáng ghét, bởi vì lục tể thật sự không có điểm nào có thể khiến người khác chán ghét. Chúc tinh giao nghĩ ngợi, đem mặt dây chuyền xe lô gắn lên bức tranh trên tường. Sau bữa tiệc là cuối tuần, cộng thêm 3 ngày Tết dương lịch, tổng cộng 5 ngày nghỉ dài, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ thì trời mưa, thời tiết lạnh đến mức khắc nghiệt, chút tinh giao làm tổ trong phòng lên mạng, ảnh đại diện quy quy của Lê Tây Tây nhấp nháy mấy lần. Cậu mau đi xem diễn đàn của trường, bài viết về cậu chiếm một nửa, còn có một nửa là học trưởng lớp 11 tống dập thổ lộ với khúc vi, bị giáo viên chủ nhiệm kéo đi giáo huấn. Tống Dập học trưởng rất đẹp trai, cũng thật dũng cảm. Đúng rồi, tối qua Giang Đồ không đi đến xem buổi lễ hội, cậu biết không? Uổng công để cho cậu ấy chọn ca khúc mà. Chúc Tinh giao sửng sốt, vội vàng nhắn hỏi, tối hôm qua Giang Đồ không đi xem tiệc đón năm mới à, tại sao? Lê Tây Tây, không biết, đinh hạng gọi điện thoại cũng không nhận. Điện thoại cũng không nhận. Chúc Tinh giao theo bản năng nghĩ đến Trần Nghị, có phải trong nhà xảy ra chuyện hay không? cô cầm lấy điện thoại di động bỗng nhiên nhớ đến mình không có số điện thoại của cậu lê tây tây khẳng định cũng không có cô trực tiếp lên quy quy gửi tin nhắn cho đinh hạng đinh hạng rất nhanh gửi số điện thoại của giang đồ qua còn nhắn tiếp nữ thần cậu muốn số của đồ ca làm gì tối hôm qua tớ gọi cả đêm cũng không liên lạc được vừa nãy mới thử một lần vẫn còn tắt máy đinh hạng là người quan hệ tốt nhất trong lớp với giang đồ ngay cả cậu ấy cũng không liên lạc được chút tình giao luôn cảm thấy cậu đã xảy ra chuyện gì cảm thấy không yên tâm cô trả lời đinh hạng có đề bài toán tớ muốn thỉnh giáo cậu ấy một chút trong ngõ hà tây từng cơn gió lạnh nơi này thông gió không tốt mưa lại rất lớn ẩm ướt lạnh đến thấu xương lâm dai ngữ mặc áo bông thật dậy bước vào nhà giang đồ bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong nhà cũng đã sửa xong cái nào không sửa không được đều vứt đi giang lộ một mình ngồi ở trước bàn ăn sáng cô đi qua hỏi anh trai em đâu ở bên trong ạ. À. Tối hôm qua có chuyện gì vậy? Trước đây đám người Trần Nghị đến đây cũng không quá đáng như vậy. Giang Lộ lắc đầu, thở dài, không biết, vốn dĩ ban đầu bọn họ muốn đi rồi, sau đó có người nói muốn đi xem buổi lễ hội gì đó. Em cũng không biết làm thế nào đột nhiên lại đánh nhau, anh trai em, cậu nhóc nhìn về phía căn phòng, đặc biệt nhỏ giọng nói, tối hôm qua anh em hơi điên, khả năng là do áp lực quá lớn rồi. Lâm giai ngữ thở dài, Bố em đâu rồi? Ai biết được, tối hôm qua không ở nhà, bằng không sẽ không náo loạn thành như vậy. Cậu nhóc hừ một tiếng, quay đầu nhìn thấy Giang Đồ đi tới, rụt cổ lại, "Anh. Cậu qua đây làm gì?" Giang Đồ nhìn về phía Lâm Giai Ngữ. Lâm Giai Ngữ nhìn thấy khóe mắt và khóe miệng cậu đều bị thương, có chút đau lòng, biểu môi tớ đến thăm hai người. Tối hôm qua đám người Trần Nghị kia tới, tiếng động náo loạn ầm ĩ có thể so với lần đầu tiên tới cửa đòi nợ nếu không phải vừa rồi nghe thấy mẹ cô cùng hàng xóm bàn tán cô còn không biết đâu có cái gì đáng để xem trên mặt giang đồ nhìn không ra cảm xúc gì cậu mặc kệ lâm giai ngữ đi tới cửa thay giày thể thao lâm giai ngữ nhìn thấy cậu ngồi sống xuống buộc dây giày ngón tay thon dài linh hoạt nhanh chóng thắt thành hai nút lại nhìn cậu đứng thẳng dậy muốn ra khỏi cửa vội vàng gọi hôm nay cậu còn phải đi làm nữa à đừng đi nữa, hôm nay cậu nghỉ ngơi một ngày đi. Giang đồ thay giày xong, đứng thẳng dậy nhìn về phía giang lộ, lạnh lùng nói, ở nhà làm bài tập về nhà, còn chạy loạn đến tiệm nét, anh sẽ đánh em đấy. Giang lộ hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, dạ, trải qua chuyện tối hôm qua, cuối cùng cậu nhóc cũng thấy được anh trai cậu là người ngoan độc như nào, bình thường đối với cậu thật sự quá dịu dàng rồi. Trên mặt cậu có vết thương. Lâm Giai Ngữ vội vàng nói, trên mặt cậu bị thương không ít, trên người nhất định cũng có. Tớ cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm. Giang đồ nhạt nhẽo bỏ lại một câu, liền rời đi. Cậu đi ra ngõ Hà Tây, điện thoại di động vừa mới bật máy trong túi vang lên. Móc ra nhìn chuỗi số trên đó ngây ngẩn cả người, chút tin giao không có số của cậu, cậu lại nhớ rõ số của cô, có một lần nhìn thấy trên mẫu đăng ký lớp liền nhớ rõ. Đinh Hạng nói cậu gọi không được, Chúc tinh dao không nghĩ đến vận may của mình tốt như vậy, tinh tinh tinh, ngay lúc cô nghĩ rằng sẽ cúp máy thì điện thoại được kết nối. Giang đồ đón gió đứng ở đầu ngõ, cô nghe thấy tiếng gió vù vù, nhỏ giọng hỏi, Giang đồ. Ừm. Cậu bỏ tay vào túi quần, xoay người tiếp tục đi, cậu tìm tớ có việc gì sao? Giọng nói thiếu niên trước sau vẫn lãnh đạm như vậy, bị gió thổi qua, nghe đến vừa lạnh vừa xa, chút tinh dao có chút trầm mặt, mới nói, Đinh Hạng nói tối hôm qua cậu không đi xem tiệc tối qua, điện thoại không liên lạc được, chúng tớ có hơi lo lắng. Giang Đồ bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nói, tối hôm qua tạm thời có việc. Chúc Tinh Giao nhỏ giọng hỏi, có phải đám người đó không? Giang Đồ không muốn đem chuyện tối hôm qua nói cho cô biết, Trần Nghị là một tên côn đồ vô lại, nếu thật để cho hắn ta nhìn thấy dáng vẻ của cô trên sân khấu, sau này nhất định sẽ quấy rầy cô. Cậu nói, không phải kỳ nghỉ tết dương lịch kết thúc đúng vào thứ năm chúc tinh giao cùng lê tây tây ở cổng trường mua bữa sáng thiếu chút nữa thì đến trễ chạy vào lớp học thì chuông reo vừa ngồi xuống thì nghe đinh hạng đang nói đồ ca đêm đó cậu không đến thật đáng tiếc không nhìn thấy nữ thần kéo đàn xeo lô chúc tinh giao dừng một chút lê tây tây quay đầu lại hỏi đúng rồi sao cậu không đến thế cả lớp chỉ có cậu không đến giang đồ hời hợt nói tạm thời có chút việc nên không có đến chút tinh dao quay đầu lại, hơi ngây người, ánh mắt cô nhìn chầm chầm khóe miệng và khóe mắt cậu, giang đồ cũng không hy vọng cô nhìn ra, cậu ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn chút tinh dao, cậu nhìn gì vậy? Chút tinh dao nhỏ giọng nói, nhìn mặt cậu đó, đẹp trai mà. Giang đồ. Wow, từ khi nào nữ thần lại khen nam sinh như thế? Đinh Hạng và Lê Tây Tây theo bản năng quay đầu nhìn Giang Đồ, Đinh Hạng lúc này mới phát hiện khóe miệng bên phải và khóe mắt của cậu có vết thương, vừa nhìn đã biết là của mấy ngày trước, cậu ngạc nhiên, mẹ kiếp, đồ ca, cậu đánh nhau sao? Giang đồ, không. Gạt người. Chúc tinh giao nhìn cậu, vậy khóe miệng cậu sao vậy? Giang đồ trầm mặt vài giây, ngẩng đầu nhìn cô, bị ngã, muốn tớ miêu tả làm sao mà ngã không? Chúc tinh giao. Người này rất ít nói, nhưng mỗi lần nói chuyện đều có thể làm người khác nghẹn họng không biết trả lời như nào. Cô có chút buồn bực xoay người thu dọn bàn học, trong bàn không có gì lộn xộn, chỉ có mấy tấm thiệp chúc mừng, vài tấm thiệp hết sức bình thường. Tào Thư Tuấn đi vào phòng dò xét, chúc tinh giao thừa dịp thầy giáo không chú ý, viết một tờ giấy nhỏ, lấy máy nghe nhạc tìm bản solo no. Một in dê mây giờ của Johan Sebastian Sừng Bách, xoay người lặng lẽ đặt ở trên bàn giang đồ, trên tờ giấy viết, tớ biết tâm tình cậu không tốt, cho cậu mượn nghe. Giang đồ nhìn dòng chữ kia, tâm tình phức tạp nhìn về phía bóng lưng cô, tấm thiệp cậu giấu trong quyển cầm phổ duy nhất của cô nhét vào dưới bàn, sợ thiệp quá nhiều, cậu còn thuận tay xử lý bỏ đi một ít thiệp. Giang đồ không biết cô sẽ lật tấm thiệp kia trong tình huống như thế nào, cả ngày đều có chút không yên lòng. Sau khi tiết tự đọc vào sáng thứ sáu kết thúc, chút tinh giao lấy cầm phổ thì biết bên trong có nhét thứ gì đó, khi cô nhìn thấy hình thiếu nữ ông đàn xe lô trên tấm thiệp, ngay người một hồi. Cô nhẹ nhàng mở thiệp ra, ánh mắt quét tới kiểu chữ hơi quen thuộc phía trên cô gái của tôi. Năm mới vui vẻ, mong cậu mãi mãi lấp lánh như sao trời. Thiệp được viết lúc 23 giờ 59 phút ngày 29 tháng 12 năm 2006. Ký tên, Di. Vào sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2007, trời mưa với nhiệt độ âm 3 độ. Một ngày mùa đông thường ngày, Chúc Tinh Giao nhận được bức thư tình đầu tiên từ bạn học Di, nét chữ rất giống với tấm thiệp quà lục tể tặng cô, đặc biệt là chữ di kia được viết gần như giống hệt nhau. Mặt dây truyền hình đàn xeo lô, thiếu nữ kéo xeo lô trên thiệt. Đều được viết cùng một ngày. Ký tên đều là di. Chúc tinh giao vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, một, đem thư tình trên tay quy hết về lục tể, cũng chưa từng đem bạn học di cùng giang độ có liên quan với nhau, bởi vì vào tối ngày 29 tháng 12, giang độ là người duy nhất trong lớp không đến dự tiệc. Một, bản gốc là, tiên nhập vi chủ, vào trước là chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Lúc đó cô cũng không biết, vì bạn học Di sẽ viết thư tình hơn 2 năm. Thứ sáu hàng tuần, gió mưa không ngừng. Mà lúc này, bạn học Di ngồi sau lưng cô, nhìn cô mở thiệp ra, trái tim lơ lửng chậm rãi hạ xuống, lại cảm thấy có chút trống rỗng mờ mịt, cậu nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần. Mỗi khi lúc này, Đinh Hạng đều cảm thấy cậu cực kỳ trầm lặng. Đồ ca thâm trầm lại lãnh đạm. Đinh Hạng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, cậu hào hứng quay đầu, này, đồ ca, sinh nhật cậu có phải sắp tới rồi không? Nếu nam sinh tổ chức sinh nhật, thông thường đều là một đám nam sinh cùng nhau ăn thịt xiên nướng, chơi game hoặc là đi hát karaoke ra ok gì đó, nhân duyên của Đinh Hạng cũng không tệ lắm, nam sinh trong lớp tổ chức sinh nhật cậu đa phần đều tham gia, trước đó thuận miệng hỏi sinh nhật gian đồ là ngày nào. Giang đồ thuận miệng nói tháng một, không nói ngày cụ thể, rõ ràng là trả lời cho có lệ. Giang đồ lơ đãng thu hồi ánh mắt, ừm. Đinh hạng cười, vậy chuẩn bị đón sinh nhật thế nào? Chúc tinh giao đặt thiệp trở lại cầm phổ, khép lại, nhét vào trong bàn học, đẩy đẩy đầu lê tay tay đang sáp lại gần, quay đầu nhìn về phía giang đồ. Giang đồ ngước mắt lên, trầm mặt nhìn cô vài giây, rủ mắt xuống, nhạt nhẽo nói, tớ không có đón sinh nhật. Đinh Hạng ta một tiếng, vì sao vậy? Chúc tinh giao muốn gõ vỡ đầu Đinh Hạng, vì sao? Tất nhiên là vì không có tiền rồi. Đón sinh nhật không tốn tiền sao? Một đám nam sinh bọn họ tổ chức sinh nhật ít nhất tốn mấy trăm tệ, gian đồ không giống với bọn họ, cậu không có mấy trăm đồng tiền nhàn rỗi để đi tổ chức sinh nhật. Cô vỗ vỗ lên tay lê tay tay mấy cái, ý bảo cô ấy nhắc nhở Đinh Hạng một chút. Một số thời điểm, Lê Tây Tây và Chút Tinh Giao lại ăn ý tuyệt đối như vậy. Giang Đồ lật ra một bộ đề thi vật lý, tớ hiếm khi tổ chức sinh nhật. Đinh Hạng vừa thở dài, chân bị người khác dùng sức dẫm lên, cậu ta hét to, mặt cũng vặn vẹo, a a a. Lê Tây Tây, mẹ nó cậu bị bệnh phải không? Lê Tây Tây đứng ở trước mặt cậu, cười tủm tỉm thu chân lại, cúi đầu nhìn cậu, chân duỗi dài như vậy, cản đường rồi. Đinh Hạng, mẹ kiếp, bà cô hung dữ. Lê Tây Tây cùng Đinh Hạng cãi nhau một trận, quay lại hỏi, vừa rồi cậu đang xem cái gì? Xem cái gì mà say mê như vậy? Tớ cũng chưa nhìn thấy. Chuông vào lớp vang lên, giáo viên ngữ văn ông giáo án đi vào, chút tinh giao cầm quyển cầm phổ kia từ trong bàn học, Lê Tây Tây tiến lại gần, cô mới lặng lẽ mở ra, nhỏ giọng nói, cái này. Chuyện mặt dây truyền hình đạn xe lô, Lê Tây Tây biết, cô vừa nhìn thấy đôi mắt liền sáng lên oa wow, đây nhất định là lục tể chữ viết đều giống nhau cô gái của tôi nha cảm giác thật lãng mạn tớ lại nhớ đến ly dung di rồi vẫn là soái ca mắt một mí càng có mị lực khi còn học lớp 9, bộ phim cô gái của tôi nổi tiếng một thời lê tây tây nào cũng nhảy cẩn nhiều lần vì ly Dung út với ly dung di thì người nào đẹp trai hơn cuối cùng vẫn là ly dung di với một đôi mắt một mí giành chiến thắng bởi vì anh ấy không theo đuổi được nữ chính, anh ấy thuộc về khán giả. Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn nhìn qua, vào học. Chúc tinh giao vội vàng khép lại cầm phổ, nhét trở lại bàn học, cùng mọi người trong lớp đứng lên chào. Giang đồ đem hết thảy nhìn thấy trong mắt, cậu đứng lên, có chút tò mò chút tinh giao và lê tây tây đã nói cái gì, cô dường như không có ý định vứt tấm thiệp kia đi. Cậu không biết cô có đoán được gì, hay, kia là đại biểu cho họ tên nào hay không, dù sao họ tên bắt đầu chữ di nhiều như vậy. hai Giang độ phiên âm, diên gúc. Nên cậu mới viết chữ di đầu tiên trong họ của mình. Cho dù có đoán, cũng không đoán được là cậu, lúc cậu viết ra câu chúc phúc kia, cũng không có nghĩ đến cô đáp lại thế nào. Chỉ là có những cảm xúc quá đông đầy, cần được trút hết ra mà thôi. 6 giờ tối ngày Chủ nhật, chúc tinh giao mang đàn xe lô đi ngang qua quảng trường nhỏ nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo bông đỏ đứng ở ngã tư phát tờ rơi, có lẽ do quá lạnh, khi không có người, cô ấy nhảy tại chỗ vài cái. chút tinh giao ở ngã tư vẫn chưa nhìn thấy xe của chút vân bình, nghĩ ngợi một chút, đi qua đó, từ phía sau vỗ vỗ vai cô ấy, lâm giai ngữ rất nhanh quay đầu lại, nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên. a à, là cậu à. gương mặt và mũi của cô ấy bị gió thổi đến đỏ bừng, bộ dáng thoạt nhìn sắp bị cảm lạnh, chút tinh giao cũng cảm thấy lạnh cả người nhìn không được nói sao cậu không đi đến nơi nào khuất gió mà đứng nơi này người tương đối nhiều lâm giai ngữ có chút ngượng ngùng hít hít mũi thấy có người tới vội vàng quay đầu phát mấy tờ rơi lại xoay đầu lại nhìn chút tinh dao cô mang túi đựng đàn xeo lô màu đen trên người mặc áo lông vũ màu trắng xinh đẹp ôn nhu còn vô cùng có khí chất không giống áo lông của cô bên trong còn nhét áo len dày cả người nhìn thoáng qua có chút mập mạp chút tinh dao nhìn tờ rơi trên tay cô ấy không còn nhiều chút vân bình còn chưa tới nên không vội vàng rời đi không biết có phải là ảo giác của lâm giai ngữ hay không luôn cảm thấy chút tinh dao đứng ở bên cạnh nhận ra người đi đường lấy tờ rơi nhiều hơn lúc trước phát 10 tờ mà có ba người lấy là tốt rồi hiện tại ít nhất nhiều hơn một nửa cầm tờ rơi còn nhìn chút tinh dao vài lần cô tò mò hỏi cậu không đi sao chút tinh Giao nói tớ đợi bố đón ông ấy dường như vẫn chưa đến. Lâm Giai Ngữ chớp mắt mấy cái, dĩ dõm nói, cậu đứng ở đây tớ phát tờ rơi rất nhanh, nhất định là bởi vì cậu xinh đẹp, vậy cậu lại ở cùng tớ một lát nữa nhé. Tớ phát xong lãnh tiền lương thì có thể mua quà cho Giang Đồ. Mua quà cho Giang Đồ. Chúc tình giao chưa bao giờ tặng quà cho nam sinh, từ trước kia cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật cho Giang Đồ, hơn nữa Giang Đồ nói cậu sẽ không tổ chức sinh nhật cho dù có người tặng quà cho cậu, cậu cũng có thể không nhận. Lâm Giai Ngữ rất tự nhiên nói muốn tặng quà cho cậu, quan hệ của bọn họ nhất định rất tốt, cô đột nhiên có chút tò mò, cậu muốn tặng gì cho cậu ấy? Mua một chiếc nghe nhạc đi, cậu ấy vẫn chưa có. Món quà này được đấy. Chúc tinh giao nhớ đến lời cậu nói khi nghe bản nhạc của Johan Sebastian Bách tâm tình sẽ tốt hơn, cậu ấy hẳn là rất thích. Tớ cũng cảm thấy vậy. Lâm Giai Ngữ đưa tay lên bên miệng hà hơi sưởi ấm, cười nhìn chút tinh giao, lúc cậu đi mua đồ, ông chủ sẽ nhìn mặt mà giảm giá cho cậu không? Chút tinh giao gật đầu và nói, có. Lần trước cùng gian đồ đi mua kính, ông chủ có giảm giá. Lâm Giai Ngữ nháy mắt, thật muốn dẫn cậu đi theo. Chút tinh giao. Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen đậu ở phía sau, bấm còi. Chút tinh giao quay đầu lại, vừa nhìn xe liền biết mình lại bị chút vân bình cho leo cây mất rồi, người đến đón cô là Lão Lưu. Cô biểu môi, rút ít tờ rơi từ tay lâm Giai ngữ, nháy mắt, tớ giúp cậu phát, lát nữa cùng cậu đi quét mặt kiếm cơm. Lâm Giai ngữ Mười phút sau, lâm Giai ngữ ngồi lên xe nhà chút tinh giao, được Lão Lưu đưa đến khu phố kỹ thuật số được chỉ định. Con phố kỹ thuật số này cơ bản là bán hàng xe cần hèn, nhưng cũng có vài đồ mới, ý nghĩ của lâm giai ngữ là rẻ chút tình giao lần đầu tiên tới nơi này cô nhìn xung quanh cậu muốn đến cửa hàng nào đây lâm giai ngữ cũng rất ít khi tới nơi này cô nhìn xung quanh đi về phía trước xem sao hai người ở bên đường chọn một chút tiến vào bên trong một cửa hàng nào đó bởi vì ông chủ cửa hàng chuẩn bị đóng cửa lâm giai ngữ lại có nhiều kinh nghiệm kinh doanh buôn bán đóng cửa sớm như này chắc là việc làm ăn rất khấm khá hơn nửa giá cả lại rẻ chúc tinh giao mở mang hiểu biết, theo cô ấy đi vào. Ông chủ là một người đàn ông ba, 40 tuổi, nhìn thấy hai cô gái, thái độ ôn hòa, lấy vài cái máy có giá từ 100 đến 200 tệ để cho các cô kiểm tra âm thanh rồi lựa chọn. Lâm Giai ngữ nhìn về phía chúc tinh giao, ánh mắt mong chờ nói, nếu không cậu chọn giúp tớ đi, cậu khá hiểu rõ hơn tớ. Ông chủ lấy ra đều là những loại không chính hãng, chúc tinh giao thử lại một lần nữa, cảm thấy chất lượng âm thanh cũng không tốt lắm, ánh mắt rơi vào một cái máy đã qua sử dụng trong quẩy tủ bán hàng. Cuối cùng, Lâm Giai Ngữ nghe theo chút tinh giao, chọn một cái máy chính hãng đã qua sử dụng, giá cả không khác gì loại không chính hiệu khi mua mới, chút tinh giao dựa vào gương mặt kiếm cơm, được giảm 30 tệ, giá đến tay chỉ còn 180 tệ, còn được ông chủ tặng một cái hộp đựng, cầm nắm rất dễ dàng. Lúc đi ra khỏi cửa tiệm, Lâm Giai Ngữ có chút đau lòng, nhỏ giọng nói thầm, năm nay tớ còn chưa từng mua cho mình món quà đắt tiền như này đâu. Chúc tinh giao dừng một chút, món quà đắt nhất của cô năm nay là một cây đàn xeo lô ý được đặt làm riêng hơn ba nghìn tệ, chúc Vân Bình tặng quà năm mới cho cô. Tớ mời cậu ăn cơm nha. Cô sờ sờ bụng cảm thán, đói quá. Phải là tớ mời cậu mới đúng chứ? Lâm Giai Ngữ vội vàng ngẩng đầu, cười, cậu mới vừa giúp tớ mà. Chúc tinh giao suy nghĩ, chỉ vào cửa tiệm canh tiết Việt ở phía trước, vậy chúng ta ăn cái kia đi. Đối với chút tinh giao mà nói, canh tiết Việt là thức ăn vừa ngon lại vừa rẻ, hai người đối diện nhau ăn đến nỗi đỏ bừng hết lên, Lâm Giai Ngữ có chút cảm thán, Giang Đồ đã 17 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tớ còn nhớ đến thời điểm chúng tớ còn đi nhà trẻ, cậu ấy vẫn còn rất đáng yêu, hiện tại thì lạnh như băng, cả ngày bày ra vẻ mặt đừng chọc giận tới tôi. Chúc Tinh Giao lúc này mới biết Giang Độ là sinh năm 90, Chúc Tinh Giao sinh năm 91, điều này nói rằng cậu hơn cô một tuổi. Cô nói theo, đôi khi tớ đều cảm thấy cậu ấy giống như 27 tuổi, từng trải quá nhiều rồi. Lâm Giai ngữ cười ha ha, cười xong lại thở dài, nếu cho cậu ấy xuyên đến 27 tuổi, cậu ấy chắc chắn nguyện ý. Vì sao? Từng. Cậu ấy rất muốn trưởng thành. Chúc Tinh Giao nghĩ ngợi, có lẽ vì trưởng thành rồi, thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng sẽ có. Xe chạy đến ngõ Hà Tây đã là 9 giờ tối, lúc Lâm Giai Ngữ xuống xe, Chúc Tinh Giao nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói, giang đồ. Lâm Giai Ngữ ta một tiếng, mờ mịt nhìn cô, không hiểu vì sao cô đột nhiên gọi giang đồ. Chúc Tinh Giao chỉ vào thân ảnh cao gầy bước nhanh trên đường phố phía trước, nói, cậu ấy ở phía trước. Lâm Giai Ngữ vừa nhìn thấy, vậy mà đúng, vội vàng kiển mũi chân lên hét lên, Giang đồ. Thiếu niên dừng bước, quay đầu lại nhìn lại, bóng người ở đầu đường cũ kỹ hiện ra hết sức hư ảo. Lâm Giai Ngữ bước xuống từ xe nhà chút tinh giao, cũng thật hư ảo. Lâm Giai Ngữ chạy qua đầu đường, đứng trước mặt cậu, thở ra làn hơi lạnh, cô quay đầu lại nhìn về chút tinh giao, dùng sức vẫy vẫy tay, chút tinh giao kéo cửa sổ xe xuống, hô một tiếng, bye bye. Đợi xe đi xa rồi, Giang Đồ mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Lâm Giai Ngữ, sao cậu lại ở cùng với cậu ấy? Lâm Giai Ngữ cười tủm tỉm nói, đây là bí mật của tớ và nữ thần. Giang đồ. Cậu muốn cậy miệng Lâm Giai Ngữ ra, bảo cô nói. Ngay cả Lâm Giai Ngữ cũng có bí mật với cô ấy, cậu nên nói gì đây? Buổi tối, chút Tinh Giao ngồi ở máy tính cài đặt máy Megapixel 3 c cần hen kia, Lâm Giai Ngữ nhờ cô tải mấy bài hát, cô ấy nói Giang Đồ thích ngủ Nguyệt Thiên, mây đây, ba. Ba, Ngũ Nguyệt Thiên. Mây đây là ban nhạc Anthony Rock Đài Loan thành lập năm 1997, nhóm được mệnh danh là Vua Côn Sức và được CNBC gọi là giờ biết tố của châu Á. Những bài hát hay của mây đây là những bài Trả Lại Em Tự Do, Cuộc Trường, Dũng Cảm. Cô tải tất cả các bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên vào, lại tải thêm một ít từ đơn và khẩu ngữ tiếng Anh. Cuối cùng, thấy vẫn còn bộ nhớ liền đem tất cả các bản solo mà cô đã ghi âm lại trong các buổi hòa nhạc trước đó của mình đều thêm vào. Sáng thứ sáu, ngày 19 tháng 1, Giang Đồ vừa mang xe đạp của mình ra ngoài, Lâm Giai Ngữ liền chạy tới, nhét cho cậu một cái hộp, cười tủng tỉm nói, này, quà tặng này, chúc mừng sinh nhật nha. Giang Đồ câu mày, không phải đã bảo cậu đừng tặng lung tung sao? Lâm Giai Ngữ hừ một tiếng, liền bỏ chạy. Giang Đồ nhíu mày, cũng không hề liếc xem, nhét vào trong cặp sách, đạp xe rời đi. Mãi cho đến trước giờ vào học, Giang Đồ mới nhớ đến mở cái hộp kia ra, có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong, cậu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nhét tai nghe vào thử một chút, cũng không chú ý xem là bài hát gì. Cho đến khi trong tai truyền đến giai điệu của Johan Sebastian Bach quen thuộc, cậu mới đột nhiên ngẩng đầu liền thấy chút tinh dao đang nâng mái nhìn cậu, nghe hay không? Cậu không nói gì. Lâm Giai ngữ nhờ tớ tải về giúp cậu ấy, Tớ sao chép từ máy nghe nhạc của mình sang đấy, có bản nào cậu không thích thì có thể trực tiếp xóa đi. Cậu im lặng nhìn chầm chầm vào cô, vẫn là không nói gì. Chút tin giao bị cậu coi nhẹ, cũng không quá để ý, cười khanh khách nói, Giang Đồ, chúc mừng sinh nhật. Ngay khoảnh khắc đó, Giang Đồ cảm thấy bên tai ngoại trừ giọng nói của cô, cái gì cũng không nghe thấy nữa, cậu gần như si mê nhìn chăm chú vào cô, cảm thấy như cô đang khiến người ta phạm sai lầm cậu cho rằng một khắc kia dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ có vài giây mà thôi hả chúc mừng sinh nhật đinh hạng đột nhiên quay đầu nhìn giang đồ giang đồ nói mình không có tổ chức sinh nhật cậu cũng không hỏi lại ngày cụ thể nữa mẹ kiếp là hôm nay à lê tây tây cười tủm tỉm quay đầu lại đồ ca chúc mừng sinh nhật các bạn học nghe thấy âm thanh đều nhìn qua ấn tượng của mọi người đối với giang đồ phần lớn chỉ dừng lại ở mức lãnh đạm cô độc không hợp với trương thịnh học sinh nghèo thành tích lại không tồi rất nhiều người bình thường gặp cậu cũng không thèm chào hỏi gì lúc này nghe được đám người chúc tinh giao chúc cậu sinh nhật vui vẻ liên tiếp có mấy người nói hùa theo hai câu bầu không khí có hơi lúng túng trương thịnh quay đầu lại liếc mắt nhìn có chút bất mãn nói sinh nhật tháng trước của tớ cũng không thấy các cậu chúc tớ sinh nhật vui vẻ nhỉ rất thân với cậu sao lê tây tây cạn lời trương thịnh nhìn chút tinh dao một cái bực bội quay đầu lại cười lạnh từng người từng người một đều tràn ngập lòng trắc ẩn trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm ngượng ngùng chút tinh dao nhìn giang đồ giải thích rõ ràng cậu đừng nghe cậu ấy nói lung tung tớ không có giang đồ rủ mắt nhìn cô tớ biết cậu ngẩng đầu lên thản nhiên nói cảm ơn với những người đã chúc mừng cậu lại cúi đầu đeo tai nghe lên mắt điếc tai ngơ Hai mắt không nhìn nữa. Chút tinh dao vẫn dán mắt vào cậu, cảm thấy cậu thật sự không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Bất luận trương thịnh khiêu khích như thế nào, ánh mắt người khác dù có tò mò khinh miệt như thế nào, cậu đều không có cảm xúc gì. Cô đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc cậu để ý cái gì đây? Trong buổi họp lớp, Tào Thư Tuấn nhấn mạnh, còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Nếu các em muốn ăn Tết dễ chịu thì bây giờ tranh thủ thời gian ôn tập vẫn còn kịp thầy từ trước đến nay không dông dài, nói xong liền để mọi người ôn tập. Mọi người nhao nhao sôi nổi mở sách ra bắt đầu ôn tập, Tạo Thư Tuấn đang đứng trên bục giám sát một lát, nhìn thấy tạ á đi ngang qua, ho nhẹ một tiếng, đi ra ngoài. Hai giáo viên chủ nhiệm cùng nhau rời đi, lớp học lập tức ồn ào, huyên náo. Chút tinh giao cúi đầu sửa sang lại bàn học, trong sách giáo khoa ngữ văn bỗng nhiên rớt xuống một tấm thiệp, vẫn là tấm thiệp có thể gấp mở kia, bức tranh trên đó vẫn là thiếu nữ kéo đàn xeo lô, cô có hơi ngây người. Tác giả có lời muốn nói. Tinh tinh, đồ ca là một người hết sức không bao giờ chủ động. Những bức thư tình. Chương 16. Vẫn là thư tình của bạn học Di. Câu nói của cậu ấy vẫn ngắn gọn như trước, nhưng tràn đầy sức mạnh. Hy vọng thời gian trôi nhanh một chút. Để được gần kề bên cậu hơn nữa. Thiệp được viết ngày 19 tháng 1 năm 2007 lúc 12 giờ 30 phút. Ký tên, Di. Lê Tây Tây tiến lại gần, quay đầu chớp chớp mắt, hạ thấp giọng nói, lại là Di à, gần đây tớ cố ý giúp cậu thăm dò nghe ngóng một chút chuyện của lục tể, nghe nói lục tể bởi vì chữ quá xấu nên không thích viết, bài làm văn thường bị trừ điểm. Cậu ấy còn thích Châu Kiệt Luân, đoán chừng vì chuyện này, mới thích dùng chữ Di làm dấu hiệu. Chút tinh giao đây thật sự là lục tể viết sao? Cô vẫn có không thể tin được lục tể thật sự muốn cùng cô yêu sớm, nhất trung yêu sớm bị bắt được phạt rất nghiêm khắc, thư tình đều không dám viết tên, dám viết tên trên thư tình đều là dũng sĩ. Người dũng sĩ thì có, có điều nếu bị bắt được, hậu quả sẽ rất bi thảm. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn không ngăn cản được các thiếu niên thiếu nữ 16-17 tuổi xuân tâm nảy nở, vẫn như cũ có người ở bên bờ vực điên cuồng thăm dò yêu sớm ví dụ như học trưởng tống dập lớp 11 theo đuổi học tỷ khúc vi, khiến cho toàn trường đều biết, còn có bạn nào đó cùng với bạn nào đó trong lớp đang quen nhau. Loại bác quái này chút tinh giao đều biết, nam sinh thích cô rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy mình cách những thứ kia rất xa vời. Lê Tây Tây có lý có chứng cứ mà nói, nét chữ này không phải là cậu ấy thì còn ai nữa. Hơn nữa cậu ấy tặng cậu vé xem buổi hòa nhạc xeo tặng cậu mặt dây truyền hình xeo thiệp thiếu nữ kéo đàn xeo lô. Ngoại trừ cậu ấy, tớ nghĩ rằng không có chàng trai nào tỉ mỉ như vậy, cậu nhìn thư tình của nam sinh khác mà xem cần bao nhiêu thô tục thì có bấy nhiêu thô tục. Chúc tinh giao có hơi nghi ngờ, vậy hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn, đây cũng coi như thổ lộ. Lê Tây Tây đảo mắt, có thể là hy vọng nhanh chóng được phân ban tự nhiên, cậu nói thế này, nói không chừng có thể phân thành một lớp, như thế khoảng cách sẽ gần hơn rồi nha nghe có vẻ rất có đạo lý. Chúc Tinh Giao thừa nhận. Lê Tây Tây thì thầm hỏi, cậu ấy nói như vậy, cậu có rung động không? Chúc Tinh Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cô không biết rốt cuộc rung động là cảm giác như nào. Khi cô nghe thấy ca khúc mà mình thích thì sẽ hiểu được đó là cảm giác gì, nhưng mà yêu thích một người nào đó là có cảm giác rung động ra sao? Cô thành thật nói, tớ không biết. Lê Tây Tây. Được rồi, nữ thần vốn có nói không có thể với bất kỳ nam sinh nào, cho dù là nam thần lục tể cũng phải theo đuổi từ từ mà thôi. Giang đồ vắt tai nghe qua cổ áo, đeo lên nghe buổi diễn tấu của chút tinh giao suốt một tiết, bởi vì là bản ghi âm, tiếng cảm ơn của chút tinh giao cũng được ghi vào, giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại dễ nghe. Vừa nãy nghe thấy được giọng nói của cô từ trong tai nghe, thần kinh của cậu run rẩy một chút. Đây là món quà ý nghĩa, tuyệt với nhất mà Giang Đồ nhận được trong cuộc đời 17 tuổi của cậu. Đi học, ôn tập, bài tập về nhà, làm bài kiểm tra. Ba tuần chớp mắt một cái liền trôi qua, kết quả thi cuối kỳ cũng vừa có, có người vui có người buồn, Giang Đồ vẫn đứng thứ ba của lớp. Chúc Tinh Giao nhìn bảng điểm, quay đầu nhìn cậu, Giang Đồ, tớ phát hiện cậu học lệch rất nghiêm trọng, lớp 11 phân ban khoa học tự nhiên chắc chắn cậu có thể thi vào ba lớp đứng đầu. Giang Đồ ngước mắt lên nhìn cô, còn cậu thì sao? Chúc tinh giao, tớ không học lệch. Tớ hỏi cậu chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên? Tớ à, chúc tinh giao nghiêng đầu, tớ còn chưa nghĩ tới. Giang Đồ trầm mặt, nếu cô chọn ban khoa học tự nhiên, bọn họ còn có khả năng cùng lớp, nếu cô chọn ban xã hội. Cậu rủ mắt xuống, che khuất sự đấu tranh dưới đáy mắt, nếu cô chọn ban xã hội, dường như cậu cũng không thể thay đổi được điều gì, nhiều lớp học như vậy, có thể chia cùng một lớp đều dựa vào ít vận may và duyên phận cậu không có học được ban xã hội cũng không có lợi thế để đánh cược cậu không có tư cách tùy hứng đi nhầm một bước cũng không được chúc tinh giao suy nghĩ một chút rồi nói vẫn nên chọn ban tự nhiên thôi tớ không muốn học thuộc lòng đấy lòng giang đồ dâng lên một tia vui mừng bình tĩnh nói cậu học khoa học tự nhiên tốt hơn khoa học xã hội Kỳ nghỉ đông và Tết nguyên đáng đối với giang đồ mà nói không có bất kỳ mong chờ nào, không cần phải đi học, ngoài trừ có thêm thời gian đi làm thêm vài công việc, xem ra cũng không có khác gì. Ngõ Hà Tây chỉ khi mỗi năm vào dịp Tết nguyên đáng mới hiện ra vài phần ấm áp, mặc kệ tháng ngày trôi qua như thế nào thì năm mới đến cũng mau chóng qua nhanh mà thôi, thư nhàn mua một ít đồ Tết, gọi giang đồ đến đầu ngõ phụ giúp mang về nhà. Sau khi giang đồ mang đồ về nhà, bà lại đưa cậu một tấm thẻ, thở dài còn đi rút năm nghìn tệ ra đi. nếu hai ngày nữa đám Trần Nghị đến đây gây náo loạn, ngăn cản hắn đừng bảo người khác đập phá đồ đạc nữa, bằng không làm sao mà đón Tết được. Giang Đồ nhìn tấm thẻ kia, nhận lấy, mặt khác cũng mang theo thẻ của mình ra khỏi cửa. trong thẻ thư nhàn chỉ còn hơn bảy nghìn tệ, cậu rút ra năm nghìn tệ, sau đó lại rút toàn bộ năm nghìn tệ còn lại từ thẻ của mình, trở lại đầu ngõ, đằng xa nhìn thấy Trần Nghị mang theo một đám người đi về phía nhà cậu cậu cau mày, chạy lên. Trong ngõ nhỏ, trong túi giang cẩm huy án chừng được hơn hai vạn tệ, ngân nga bài hát bước vào, thư nhàn vừa nhìn thấy dáng vẻ của ông liền biết là thắng tiền. Vừa đi qua, bên ngoài có tiếng ồn ào, cửa khép hờ bị người ta đá văng ra. Trần Nghị mang theo một đám người đi vào, nhìn về phía giang cẩm huy chậm rãi nói, anh huy này, nhìn mặt mày hớn hở của anh đi trên phố, xem ra chắc là thắng tiền rồi. Hắn tùy tiện đi vào, giống như ở nhà mình, vắt chân lên ghế ngồi xuống, thắng tiền rồi thì trả tiền đi, đừng mỗi lần đều để các anh em tôi tới cửa thúc giục mãi, mệt mỏi lắm đấy. Giang lộ đang ở bên nhà Lâm Giai Ngữ xem tivi, bởi vì tivi nhà bọn họ lần trước bị Trần Nghị đập nát, cậu nhóc nghe thấy tiếng động, vừa mới đi ra, liền thấy anh trai cậu chạy đến cửa, cậu vội vàng hô, anh, đám Trần Nghị lại tới. Giang đồ vỗ vỗ gáy cậu nhóc, lấy mắt kính nhét vào trong tay cậu nhóc, cầm lấy đứng ở bên ngoài. Lâm Giai Ngữ cũng chạy ra, cô lo lắng nhìn cậu, quay đầu nhỏ giọng cầu xin, bố, bố đi xem như nào. Bà Lâm lườm cô một cái, thấp giọng nói, con là con gái, đừng xen vào. Một đống hỗn loạn trong nhà bọn họ như thế, ai quản được? Đánh nhau lỡ làm người khác bị thương thì làm sao? Bà đưa mắt nhìn ông Lâm, không cho ông đi. Giang đồ đi vào. Giang Cẩm Huy đang liếm môi, bày ra bộ mặt vui vẻ nói, chỉ thắng một ít thôi, đang chuẩn bị tối đêm qua trả, đây không phải là chuẩn bị đón năm mới sao? Trong nhà có chút bận rộn, ông vừa ngẩng đầu, liền thấy Giang Đồ đi vào, Trần Nghị cũng quay qua, một đám người đồng loạt nhìn về thiếu niên gầy gò lạnh lùng ở cửa. Lần trước Trần Nghị với Giang Đồ đánh một trận ở chỗ này, hắn nhìn thấy Giang Đồ, sắc mặt trở nên khó coi vài phần. Giang Đồ liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp đi về phía Giang Cẩm Huy. Giang Cẩm Huy còn đứng bên cạnh sofa, có chút cảnh giác nhìn cậu, mày làm gì? Thiếu niên mặt không có cảm xúc nhìn ông, một lúc lâu sau, trực tiếp móc túi của ông ra. Giang Cẩm Huy bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức dãy dụ đẩy cậu, tức giận đến trong mắt trợn tròn, tức giận mắng chửi, mày là cái đồ khốn nạn này. Mẹ nó mày làm cái gì? Tao là bố của mày đấy. Một lần hai lần tao đều nhịn, mày luôn động tay với tao thế này, về sau sẽ bị sét đánh. Vậy thì để sét đánh chết đi. Bây giờ gian độ cao 1M83, so với gian cẩm huy còn cao hơn 3cm. Trong khoảng thời gian này mỗi lần Trần Nghị đến đây gây náo loạn, chủ yếu đều là cậu ứng phó, người thiếu niên vốn có sức lực cùng sức bật rất mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng đem gian cẩm huy ấn xuống sofa, mặc kệ ông ta mắng cái gì, dãy dụ như thế nào, cậu vẫn cứ lấy ra hơn hai vạn tệ từ trong túi của ông ta mấy năm nay Giang Cẩm Huy bị bài bạc mài mòn tâm tính, đã sớm biến thành một kẻ vô lại, tức điên lên thì cái gì cũng làm ra được, chờ khi Giang Độ buông ông ra, ông cầm gạt tàn trên bàn sông đến đập Giang Độ, đỡ thắt lưng thở dốc, nói không nên lời. Giang Độ nghiêng người né tránh. Gạt tàn đập vào tường. Thư nhàn phục hồi tinh thần lại, vội vàng tới hét với Giang Cẩm Huy, ông làm gì vậy hả? Giang Cẩm Huy tức giận chỉ Giang Đồ, tôi làm gì? bà nên hỏi con trai bà vừa làm gì đi. Có phải là do bà dạy không? Hả? Thư nhàn vừa trắng vừa gầy, lúc còn trẻ cũng thuộc về dạng mỹ nhân thanh lệ, bây giờ còn chưa tới 40 tuổi, vẫn còn mấy phần sắc đẹp, bà đỏ mắt trừng người chồng của mình, đúng, do tôi dạy dỗ thì sao? Giang Cẩm Huy nâng tay lên muốn tác bà một cái, Giang Độ nhanh chóng đi qua bắt lấy ông, kéo thư nhàn ra sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía ông, ông ở trước mặt tôi động tay thử xem. Giang Cẩm Huy dùng sức xoay tay, vặn không lại cậu, cảm giác mặt mũi bị quét sạch, tức giận đến xanh mặt. Trần Nghị ngồi trên ghế, nở nụ cười chăm biếm xem một vở kịch lớn về cha con. Giang Đồ hất Giang Cẩm Huy ra, đi qua đem hơn hai vạn tệ kia, cùng với một vạn tệ cậu vừa mới rút về, quăng trước mặt hắn, mặt bình tĩnh nói, ba vạn ba ngàn, đủ nửa năm. Trần Nghị xem kịch còn chưa thấy đủ, chậm rãi sắp xếp xong số tiền kia một sấp thật dày, tâm tình hắn không tệ liền đứng lên, nhìn người thiếu niên trước mặt, những mày cười, cái này phải xem bố mày có nợ tiền lại nữa không, hơn nữa ai quy định mỗi tháng trả 5 ngàn là được. Có tiền đưa trước thời hạn cũng không được. Giang đồ lạnh lùng, nhìn hắn không nói một lời nào. Trần Nghị là một tên đàn ông 26, 27 tuổi, lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy qua. Nhưng chưa bao giờ thấy qua người như Giang Đồ, bất cứ lúc nào dường như tên gia hỏa này tùy thời điểm mà có thể liều mạng với hắn hắn hiếp mắt vỗ vỗ trên vai cậu coi chừng tâm tình của tao cân nhắc nặng nhẹ nói xong mang theo một đám người rời đi có người còn chật chật một tiếng mang theo vài phần tháng phục tiểu tử kia ngay cả bố cũng dám động thủ chẳng trách lần trước dám ngang ngược với chúng ta trần nghị vẫn chưa hiểu được tại sao lần trước giang đồ ngang tàn với hắn như vậy từ chối cho ý kiến cười châm biếm đoán chừng là bị dồn ép đến đầu óc có vấn đề rồi. Sau khi đám người kia đi, Giang Độ nhìn không thèm liếc nhìn Giang Cẩm Huy một cái, trực tiếp đi ra khỏi nhà, Giang Lộ cùng Lâm Gai ngữ ngơ ngác đứng ở bên cửa, đại khái cũng không nghĩ tới cậu sẽ cướp tiền của Giang Cẩm Huy. Nhất là Giang Lộ, bình thường Giang Cẩm Huy thắng tiền cậu nhóc đều nhân cơ hội hỏi ông xin ít tiền tiêu vặt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà Giang Độ đã từ rất lâu rồi không lấy tiền của Giang Cẩm Huy. Giang Đồ lấy lại kính mắt từ trong tay Giang Đồ, đeo lên rồi rời đi. Lâm Giai Ngữ kiển chân lên, gọi, này, cậu đi đâu vậy? Giang Đồ không quay đầu lại, ra ngoài hít thở không khí. Giang Đồ chạy đến khu biệt thự của Trúc Tinh Giao, từ xa nhìn thấy tài xế nhét từng hành lý vào trong xe việt giả. Trúc Tinh Giao mang theo đàn xe lô bảo bối của cô đứng bên cạnh, mang mũ trùm tai làm bằng bông mềm mại, cả người ấm áp xinh xắn chút tinh giao phải về nhà ông bà nội ăn Tết, ở một thành phố nhỏ bên cạnh Giang Thành, lái xe mất 3 tiếng đồng hồ. Chiếc xe chạy ra khỏi sân, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao gầy từ gương chiếu hậu, cô quay đầu lại, lão lưu đột nhiên ho mạnh một tiếng, cô chủ, cháu ngay ngắn đi, đừng nhìn khắp nơi. Chút tinh giao. Không phải cô ngồi ngăn ngắn rồi sao? Thị lực lão lưu rất tốt, ông vừa mới lái xe ra, dường như nhìn thấy tên tiểu tử lần trước kia đang đứng sau thân cây cũng dám chạy đến cửa nhà rồi hả? không sợ bị ông chủ với bà chủ nhìn thấy sao? cô chủ cũng như vậy, lá gan cũng lớn rồi. chút tinh giao bị lão lưu làm cho có chút không hiểu, cô nói, cháu đã ngồi yên rồi mà. tết nguyên đáng năm nay, có người trải qua rất có vui vẻ, cũng có người trải qua rất dày vò. sau khi toàn bộ tiền đánh bạc của giang cẩm huy bị giang độ lấy đi, lại không vay được tiền, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng thư nhàn cãi nhau một trận chỉ cần không động tay động chân giang đồ cũng mặc kệ đêm tết nguyên tiêu cậu đeo tai nghe đi ra khỏi ngõ hà tây cũng không đi xa bao nhiêu chỉ đứng ở đầu ngõ dựa vào tường gạch đỏ nhìn dòng xe đến người đi lâm giai ngữ không biết từ khi nào đi tới đột nhiên nhảy đến trước mặt cậu kêu to như muốn hù dọa người khác đáng tiếc giang đồ không nhúc nhích một chút nào rủ mắt nhìn cô như một đứa ngốc lâm giai ngữ hư một tiếng cậu đang nghĩ cái gì vậy say mê như thế. Trong tai nghe truyền đến lời cảm ơn của chút tinh giao là âm thanh giang đồ đã nghe đi nghe lại vô số lần. đang nhớ đến chút tinh giao, cậu nói thầm trong lòng nhưng không có cảm xúc gì, không có gì, muốn nhanh chóng khai giảng thôi. Lâm Giai ngữ vừa rồi ra ngoài còn nghe thấy Giang Cẩm Huy đang gọi điện thoại mượn tiền, ngẫm lại ăn tết đối với Giang đồ mà nói thật sự không có ý nghĩa gì. Cô thở dài một hơi, lại quay đầu hỏi, nghe nói sang năm sau ngõ Hà Tây này có thể thật sự phải phá dở, tính theo đầu người, cậu cảm thấy lần này là có thật không? Gương mặt gian đồ vô cảm, âm thanh nhạt nhẽo, không biết. Lâm dai ngữ suy nghĩ một hồi, không nhìn được vui mừng, nếu thật sự phá dở thì tốt quá rồi, nhà chúng ta có thể chuyển tới một căn nhà lớn hơn, tớ rất thích những căn hộ sáng sủa, không giống như ngõ Hà Tây, ẩm ướt, lại tối tăm. Trong nhà cậu trả được tiền, cậu cũng có thể thoải mái hơn nhiều chuyện phá dở này đã nói 10 năm rồi, người bảo tính theo tỷ lệ diện tích, người nói tính theo đầu người, cuối cùng tính như thế nào, bây giờ vẫn còn chưa quyết định. Mặc dù Giang Độ chưa từng hỏi qua, nhưng cũng đoán được vì sao Thư Nhàn bị Giang Cẩm Huy đánh đập nhiều lần như vậy, cho dù ông ức hiếp ép buộc bọn họ ly hôn, Thư Nhàn vẫn cắn răng không chịu rời đi. Bà nói, nếu như ly hôn, khi phá dở khu phố này sẽ không được chia tiền, vất vả nhiều năm như vậy thì được gì? Có đáng không? Giang Đồ cảm thấy không đáng, cũng không tin Giang Cẩm Huy. Chỉ mong, sự kiên trì của Thư Nhàn có thể mang lại kết quả tốt. Chương 17 Ba ngày sau, học kỳ 2 lớp 10 chính thức khai giảng. Chỗ ngồi tạm thời dựa theo học kỳ trước mà ngồi, trong lớp học ồn ào, chút tinh giao quay đầu lại nhìn Giang Đồ, hỏi cậu, Giang Đồ, hai ngày trước đêm giao thừa, có phải cậu đã đến biệt thự tinh Uyển bên kia phải không? Dường như tớ đã nhìn thấy cậu. Giang đồ ngạc nhiên, lúc ấy cậu không có ý định trốn đi, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy, cậu lặng lẽ nói, ừ, chạy bộ qua. Cậu không đeo kính, làn da trắng lạnh, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh thâm trầm, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần chút tinh giao nhìn cậu như vậy, đều cảm thấy trong mắt cậu hình như ẩn chứa rất nhiều lời, cô ngẩn mặt lên, cười nói, trời lạnh như vậy mà cậu còn chạy bộ. gian đồ rủ mắt xuống, thấp giọng từ một tiếng ngày đầu tiên khai giảng vào thứ sáu, chút tinh giao lại nhận được thư tình của bạn học di. thứ sáu nào cũng có. đôi khi cô ở hành lang nhìn thấy lục tể cười với cô, cô không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương, sợ bị người khác nhìn ra cái gì đó. mỗi lần lục tể nhìn thấy ánh mắt cô né tránh cậu, cậu đều có chút phiền não. cậu hỏi chu nguyên, tớ không có cuốn lấy cậu ấy đâu, sao lại cảm thấy hình như cậu ấy có hơi trốn tránh tớ vậy? chu nguyên an ủi, không sao đâu, chắc là cậu ấy ngại ngùng thôi hoặc không muốn yêu đương sớm. Lục Tể trầm mặc, cậu cảm thấy nguyên nhân rất lớn là hai người không đủ thân thiết, hoặc là cô ấy không thích cậu như vậy. Hy vọng lớp 11 hai người có thể được phân cùng một lớp. Đầu tháng Tư, Tào Thư Tuấn tại buổi học lớp nói về việc phân lớp theo ban tự nhiên xã hội, để mọi người suy nghĩ thật kỹ. Giang đồ và Chút Tinh Giao đều chọn khoa học tự nhiên, Lê Tây Tây do dự thật lâu cũng theo Chút Tinh Giao chọn khoa học tự nhiên. Trước khi điền vào biểu mẫu cô còn rất lo lắng hỏi chút tinh giao, có phải học tự nhiên tóc rụng nhanh hơn đúng không? Chút tinh giao mỉm cười, học thuộc lòng nhiều cũng sẽ rụng tóc. Cũng rối rắm giống như vậy còn có lâm giai ngữ, cô cuốn lấy giang đồ hỏi rất nhiều lần, tớ chọn cái nào đây? Giang đồ mỗi lần trả lời đều là, tự mình nghi đi. Cuối cùng, Lâm Giai Ngữ vẫn cắn răng chọn ban khoa học tự nhiên. Cuối tháng tư, chút tinh giao náo loạn gây ra một câu chuyện buồn cười, buổi sáng cuối tuần đó cô và lê tây tây hẹn gặp nhau ở quảng trường ngày hôm đó trên quảng trường có rất nhiều người nghe nói là đang tổ chức chương trình tuyển chọn gì đấy lê tây 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 lôi kéo cô đi góp vui hai người bị dòng người chen chúc đẩy về phía trước chặn lại không ra được điều này cũng bỏ qua thế nhưng còn có hai chàng trai cao lớn đang đứng phía trước các cô gần như không thể nhìn thấy được sân khấu lê tây tây liên tục nói lảm nhảm người nhỏ bé thật đau lòng mà làm sao mới có thể chen lên phía trước được đây? Bài hát của Cường này hát rất hay, tớ rất muốn xem đấy. Phía sau lưng lại chen chúc vào một nhóm người, chút tinh dao bị xô đẩy đến bực mình, cảm giác không khí tất cả đều là co hai, hơn nữa ánh mặt trời càng lúc càng mạnh, oi bức khô hanh, khiến cho người ta hít thở không thông. Một lát sau, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, nói với Lê Tây Tây, chúng ta đi ra ngoài đi. Lê Tây Tây nhìn phía sau, có chút tuyệt vọng, nhiều người như vậy, chúng ta đi ra được không? Chúc tinh giao cũng đang suy nghĩ vấn đề này, các cô hiện tại đã bị đẩy vào ở giữa, ba tầng ngoài ba tầng trong đều chặn ngay bị chặn ở phía trước sân khấu, bất luận là đi về phía trước hay là đi về phía sau, muốn chen ra ngoài thì da cũng muốn lột ra. Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có ý kiến, giơ tay vỗ vỗ thiếu niên phía trước một cái. Thiếu niên quay đầu lại nhìn thấy cô, ngây ngẩn cả người, chúc tinh giao mỉm cười hỏi, có thể nhường đường một chút được không chúng tôi muốn tới phía trước đăng ký dự thi có thể để cho chúng tôi đi về đằng trước được không trùng hợp là hai thiếu niên đều là học sinh nhất trung gian thành ai mà không nhận ra chút tin giao chứ cậu bạn được nữ thần bắt chuyện rõ ràng kích động cậu nhiệt tình chào hỏi mấy người phía trước mọi người giúp đỡ để nữ nhường đường cho vị tuyển thủ này tham gia cuộc thi cậu vốn muốn nói nữ thần kịp thời thu lại mọi người đồng loạt nhìn về phía chút tinh dao thiếu nữ mặc một thân váy dài màu đen lưng thẳng tắp khung xương thon gầy lộ ra đường công xương quai xanh tinh tế làn da trắng nõn đứng dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt khuôn mặt đường nét tinh xảo nụ cười xinh đẹp thuần khiết so với minh tinh trên tivi còn xinh đẹp hơn có người theo bản năng nhường đường tách ra một đoạn đường ngắn còn có thể thế này sao lê tây tây có hơi sửng sốt lập tức gật đầu mạnh mẽ đúng 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 mọi người nhường đường một chút, chúng tôi muốn đi về phía trước. Chúc tinh giao cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới câu nói dối kia hiệu quả tốt như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, đã bị lê tay tay kéo về phía trước, một bên túng một bên hô, chúng tôi muốn tham gia cuộc thi ở phía trước, làm ơn xin nhường đường. Câu nói này quả nhiên có hữu hiệu, quần chúng vây xem thế vậy mà mạnh mẽ tách sang hai bên xếp thành con đường nhỏ hẹp uốn lượn, tất cả ánh mắt đồng loạt quét về phía các cô. Chút tinh giao luôn có dự cảm không tốt, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, bình tĩnh kéo lê tay tay đi về phía trước. Sau lưng có người tò mò hỏi Nam Sinh kia, hai người biết cô bé kia à? Xinh đẹp thật đấy, nếu cô ấy có thể thông qua cuộc tuyển chọn, tôi mỗi ngày đều bỏ phiếu cho cô ấy. Lại có người nói, chắc chắn có thể nha, dựa vào gương mặt là có thể tiến vào trận chung kết. Nam Sinh đắc ý nói, đó chính là nữ thần trường của chúng tôi kéo đàn solo rất hay lại còn mở buổi hòa nhạc cá nhân nữa đấy. Tuy nhiên, dường như ở đây có gì đó không đúng. Cậu gãi gãi đầu, mặt bỗng nhiên cứng đờ, vừa rồi cô ấy nói muốn dự thi. Quần chúng nhiệt tình cũng đã phản ứng lại. Hình như đây chỉ tuyển nam không chọn nữ, cho nên, nữ thần bọn họ ăn mặc như tiên nữ rốt cuộc muốn tham gia thi đấu như thế nào đây? Chúc Tinh Giao và Lê Tây Tây đi đến trước sân khấu, đứng sau ban giám khảo liếc mắt một cái liền thấy được tám chữ lớn trên phong sân khấu, ít ít cuộc thi tuyển chọn giọng nam. Cô vô cùng im lặng nhìn chầm chầm vào mấy chữ đó. Nhân viên công tác mơ hồ nghe thấy phía sau có người nói muốn dự thi, anh ta đi qua muốn nói rõ một chút, lúc đến nơi liền nhìn thấy quần chúng xem náo nhiệt vây quanh hai cô gái nhỏ 16-17 tuổi. Đầu tiên anh ta hỏi một câu, ai trong các bạn muốn tham gia cuộc thi? Lê Tây Tây phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời. Quần chúng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ về phía Trúc Tinh Giao, cười hì hì nói, vị tiểu mỹ nữ này. Trúc Tinh Giao Sắc mặt cô từng chút từng chút chuyển sang màu đỏ, từ vành tai lan ra đến toàn bộ gương mặt, cũng không biết là do ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào, hay là xấu hổ. Vẻ mặt nhân viên công tác kinh ngạc nhìn về phía Trúc Tinh Giao, khó xử nói, nhưng mà, chúng tôi không có tuyển chọn nữ, diện mạo xinh đẹp cũng không ngoại lệ. Chút tinh giao đã nhìn thấy máy quay trước mắt, đẩy lê tay tay về phía trước một bước, khẽ mỉm cười. Không phải tôi, là bạn của tôi. mái tóc lê tay tay hơi ngắn, trắng nõn thanh tú, dáng người cũng gầy, chủ yếu là ngực phẳng. khi mặc áo thun quần jean, thường xuyên bị người ta nhìn nhầm thành tiểu nam sinh. Chút tinh giao có ý đồ lừa gạt cho qua cửa, tiếp tục giải thích hai câu. cậu ấy có vẻ rất căng thẳng, vẫn là thôi đi. sau đó liền chuồn mất. nhưng nhân viên công tác có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, bất đắc dĩ cười, nữ giả nam cũng không được. Chúc tinh giao. Lê Tây Tây. Đám đông vây xem bật cười, rốt cuộc thu hút sự chú ý của ban giám khảo ngồi ở phía trước. Một trong những vị giám khảo nam trẻ tuổi nhất trên hàng ghế giám khảo cười nhìn các cô, cô bé ủng hộ cuộc thi của chúng ta như vậy, đến khi tổ chức cuộc tuyển chọn giọng nữ thì quay lại đến báo danh nhé. Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây chạy trốn ra dưới hàng ngàn người vây xem và ống kính máy quay. Hai người chạy đến dưới mái che của quán cà phê ven đường, mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, mắt trừng lẫn nhau, cũng không biết rốt cuộc là lỗi của ai làm cho nhau mất mặt như vậy. Trừng mắt ngạc nhiên, chút Tinh Dao bỗng nhiên muốn cười, khóe miệng liền cong lên. Lê Tây Tây đột nhiên giống như bị ai đó bấm công tắc, ngửa đầu cười điên cuồng, ha, ha ha, ha 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 ha. Chúc Tinh Dao cậu cũng có ngày hôm nay. đây là do ai hả? chút tinh giao lượm cô một cái, còn cười nữa thì tớ sẽ không để ý cậu đến cậu nữa. lê tây tây lau một giọt nước mắt, kéo cô bước vào quán cà phê. đi nào, tớ mời cậu uống trà sữa tạ tội. dòng người đều tụ tập ở trước sân khấu, cửa hàng bốn phía ngược lại có chút vắng vẻ. trong quán cà phê chỉ có ba, năm bạn có khách ngồi. lê tây tây đứng trước quầy, em muốn một ly trà sữa, cho nhiều đá ạ. À? nước chanh chút tinh dao do dự một chút lại bổ sung cũng nhiều đá lê tây tây quay đầu nhìn cô nhỏ giọng thì thầm cái kia của cậu sắp tới phải không hay là đừng uống đá bằng không đến lúc đó lại đau bụng chút tinh dao đến kỳ sinh lý hay bị đau cô biết uống đá không phải là tự ngược bản thân sao trong quầy thiếu niên đeo khẩu trang trước quầy bỗng dưng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này ánh mắt hơi dừng lại cô gái thu ngân hỏi nước chanh có còn muốn thêm đá không chút tinh dao muốn cô hiện tại cần uống chút đá để giảm độ nóng trên mặt kích thích thần kinh một chút vừa rồi thật sự quá mất mặt lê tây tây vẫn rất hiểu ý cô không ngăn cản nữa năm phút sau chút tinh dao cầm lấy nước chanh trên quầy dừng tay lại không xác định cúi đầu uống một ngụm cau mày ngẩng đầu sao lại là nhiệt độ bình thường vậy ạ à? nhân viên thu ngân ta một tiếng duỗi tay ra sờ sờ xác nhận lại, quả thật không cho đá, cô quay đầu lại nhìn về thiếu niên sau cô, thiếu niên cao gầy rắn rỏi, mang khẩu trang che lại, rủ mắt rửa sạch máy móc, cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, không đeo kính, mặt mày đều là sự xa cách lạnh lùng, giọng nói của cậu đè xuống rất thấp, xin lỗi, tôi quên mất. Chút tinh giao nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau quầy, thiếu niên đã không lưng sửa lại bồn rửa chén bị rò rỉ nước nhìn thấy sau gáy đội một chiếc mũ lưỡi trai. Nhân viên thu ngân thành thật xin lỗi nói, vậy em xem có cần thêm đá không? Để chị đổi cho em một ly khác. Chúc tinh giao thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, dạ thôi vậy. Lê tay tay lấy ly trà sữa của mình đưa qua, đừng ủ rũ nữa, cho cậu uống ngụm đầu tiên. Chúc tinh giao không khách khí ngậm lấy ống hút, uống một ngụm lớn trà sữa lạnh, mới đi ra khỏi cửa tiệm. Hai người vừa đi, Cô gái Thu Ngân liền kỳ quái nhìn về phía Giang Đồ, cô nhớ rõ trí nhớ Giang Đồ tốt đến kinh người, trước giờ chưa phạm sai lầm nào, làm sao có thể quên thêm đá đây. Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, nói, may mắn vừa rồi tiểu mỹ nữ kia không so đo tính toán, lần sau đừng nhầm lẫn nữa, bằng không sẽ trừ tiền đấy. Ánh mắt Giang Đồ chậm rãi từ cửa thu về, cúi đầu nói, dạ, lần sau sẽ không như vậy. Tháng 5 đài truyền hình tài trợ cuộc thi tuyển chọn giọng hát và các đài truyền hình địa phương hợp tác với nhau phát sóng chương trình chúc tinh giao và lê tây tây lọt vào ống kính nhầm lẫn tham gia vào hiện trường tuyển tú trở thành trò đùa của năm đi đâu cũng bị người khác cười trên hành lang chu nguyên cùng hứa hướng dương kẻ sướng người họa hứa hướng dương nhưng mà chúng tôi không chọn nữ diện mạo xinh đẹp cũng không ngoại lệ chu nguyên không phải tôi là bạn của tôi hứa hướng dương nữ giả nam cũng không được. chu nguyên thật sự nhìn cười không được, ngửa đầu cười đến bả vai đều rung rẩy, ha 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 ha. mẹ kiếp, thực sự cười chết tớ rồi. lê tây tây kia thảm nhất. hứa hướng dương cười đến không thở nổi, còn nữ giả nam, cậu ấy thật thú vị, không phải chỉ là phát triển không tốt sao? bọn họ cười thật sự quá điên cuồng ngang ngược, sắc mặt lê tây tây đỏ rồi lại đen, thật sự nhìn không được, từ chỗ ngồi đứng lên tóm lấy cây chổi trong góc chạy ra ngoài, tức giận xông lên lấy chổi chỉ một cái, ai còn cười. Nếu dám cười nữa tôi sẽ đánh một trận đấy. Cô ấy ứng ngực, trừng mắt nhìn hứa hướng dương, phát triển không đều thì liên quan gì đến cậu. Tôi mặc vải nhà cậu, ăn gạo nhà cậu sao? Hứa hướng dương nghẹn hồng, định mở miệng. Lệ tay tay lập tức nói, câm miệng. Hứa hướng dương. Lục tể từ cửa sau lớp 7 nhìn thấy chút tinh dao đang nằm sấp trên bàn, nghĩ rằng cô bị xấu hổ đến mức không muốn gặp người khác, liền cho Chu Nguyên và hứa hướng dương mỗi người một đạp, thôi được rồi đấy, ai còn cười nữa là đánh người đó. Trên hành lang có người ghé tay nhau, cậu nói xem, lục tể vì ai mà ra mặt thế? Phí lời, nhất định là chút tinh dao rồi, cậu không nhớ rõ đêm trước cậu ta đưa đàn cho cô ấy không? Bình thường chút tinh dao đi ngang qua, cậu ta lúc nào cũng ngẩng đầu lên nhìn, tớ luôn cảm thấy cậu ta thật sự muốn tới cửa làm con rể lớp 7. Có điều nếu là sự thật, vậy toàn trường đoán chừng cũng chỉ có cậu ta có hy vọng theo đuổi được nữ thần. Vậy cậu ta bây giờ đang theo đuổi sao? Lục tể nhìn qua, mấy nữ sinh vội vàng im lặng. Lê Tây Tây liếc mắt nhìn hành lang, mang theo cây chổi trở về, chút tinh dao cảm thấy mái tóc ngắn của cô ấy đều muốn bay lên vì tức giận. Lê Tây Tây đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, thở hổn hển nói, "Tức chết tớ rồi, tớ phải làm hình động hứa hướng, hướng Dương mỗi ngày trăm mấy mũi." Chút Tinh Dao vừa muốn an ủi cô ấy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười rất trầm thấp. Cô quay đầu lại, không biết Giang Đồ từ lúc nào đã tháo kinh xuống, ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh tràn vào, ánh nắng chiếu đến mái tóc đen như mực của cậu, cùng đôi mắt cùng màu, làn da cậu trắng hơn so với nam sinh bình thường, lúc này, khóe miệng cậu mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô có hơi ngây người, lần đầu tiên cảm thấy trên người thiếu niên này có chút ấm áp, cô nhíu mày, đồ ca, ngay cả cậu cũng cười. Ý cười của Giang Đồ không giảm, hỏi ngược lại, không thể cười sao? Chút tinh giao. Cô ngơ ngác nhìn cậu vài giây, đột nhiên che mặt muốn khóc, ngay cả mặt băng sơn vạn năm như cậu cũng nở nụ cười, có thể thấy được tớ náo loạn gây ra một chuyện đùa rất lớn rồi. Giang Đồ sửng sốt, cậu không ngờ hình tượng của cậu trong lòng cô lại như vậy chẳng qua tính cách như này rất khó thay đổi, cậu trầm mặt trong chốc lát, nhìn về phía cô, mặt băng sơn vạn năm có nghĩa xấu sao? Chút Tinh Dao thật sự cảm thấy rất mất mặt, ngón tay che mặt di chuyển ra một chút, để lộ một đôi mắt oán hận, tớ nói cậu ngầu, khen cậu đấy. Bạn học Giang Đồ vừa lạnh lùng vừa ngầu. Giang Đồ yên lặng nhìn mắt cô, ý cười nơi khóe miệng thu lại, thấp giọng nói một câu. Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên giọng nói của cậu chìm lại trong tiếng chuông chói tai kia, chút tinh giao chớp chớp mắt, lúc quay người trở lại, mới phản ứng được cậu đã nói gì. Cậu nói, được, không cười cậu. Chương 18 Câu chuyện cười đó dần bị lãng quên cho đến kỳ thi cuối kỳ và kỳ nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ hè chút Tinh Giao đi đến Bắc Kinh, Trúc Vân Bình đã tạo cho cô một niềm vui bất ngờ. Trần Lam trở thành giáo viên của cô, cô vô cùng phấn khích. Ngoại trừ luyện đàn cô, còn đăng ký thêm một lớp học tiếng Đức, chút tinh giao bận rộn trong suốt kỳ nghỉ hè. Cuối tháng 8, cô đón sinh nhật 16 tuổi, chính thức bước vào 17 tuổi. Nghiêm túc ngẫm lại, thực ra trưởng thành rất nhanh. Trước khi khai giảng một ngày, Giang Đồ về đến nhà nhìn thấy Trần Nghị hai chân bắt chéo ngồi trên sofa ở nhà cậu, thư nhàn vẫn chưa tan làm, Giang Cẩm Huy cũng không có ở nhà, chỉ có mỗi bạn học Giang Lộ ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện hắn ta, cùng một đám lưu manh mắt to trừng mắt nhỏ. dáng vẻ kia, giống như bị bắt cóc nếu như cậu trở về chậm một chút nữa con tinh giang tiểu lộ sẽ bị giết chết tiểu quỷ vừa nhìn thấy cậu lập tức chạy tới nhỏ giọng nói anh sắc mặt giang đồ trong nháy mắt lạnh đi mấy phần trần nghị cà lơ phất phơ cười nói trở về rồi à mấy tháng nay không thấy mấy tháng nay không biết trần nghị đã đi đâu ba ngàn tệ coi như vẫn còn hữu dụng đổi lấy nửa năm nghỉ ngơi ngắn ngủi giang đồ vỗ vỗ trên đầu giang lộ lấy từ trong túi ra một sấp tiền đặt lên trên bàn. Lâm Giai Ngữ vừa mới chạy vào, liền thấy được cảnh này. Trần Nghị lấy tiền về, liếc mắt nhìn Lâm Giai Ngữ, cười lưu manh, đây là cô dâu nhỏ của mày à. Giữ cái miệng sạch sẽ một chút. Giang đồ câu mày, đã đưa tiền cho mày, mày có thể đi được rồi đấy. Xem ra mày khá là để ý chút tin giao nhỉ, lần trước có nói một câu thôi mà mày lập tức hắt rượu vào đúng quần của tao. Giang đồ lạnh lùng nhìn hắn, Trần Nghị không nhận được câu trả lời, có chút nhàm chán liền đứng lên, một tay vẫy chào, đi thôi. Sau khi bọn chúng rời đi, Lâm Giai Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm, cô nghi hoặc nhìn về phía Giang Đồ, tại sao vừa nãy Trần Nghị lại nói đến chút tin giao vậy? Vẻ mặt Giang Đồ không kiên nhẫn, không có gì, cậu quay người lại đi về phía căn phòng. Tuy rằng căn nhà này cũng nát, nhưng diện tích cũng không tệ, xấp xỉ 90 mét vuông, ngăn cách ba gian phòng nhỏ, phòng có hơi nhỏ nhưng mà ít nhất mỗi người ở một phòng. Cậu đóng cửa lại, từ trong ngăn kéo lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc lá. Cậu dựa vào ghế hút nửa điếu, giơ tay dập tắt, đi ra khỏi phòng. Bản phân chia lớp học có lẽ đã dán lên rồi. Lúc này trời gần tối, giang đồ đạp xe chạy nhanh đến trường học, bản phân chia lớp 11 được dán trên bản thông báo của khu tòa nhà dạy học số 2. Cậu nhìn thấy lục tể cùng chu Nguyên đang đứng ở đó, lục tể để tay trong túi quần, cau mày nhìn chầm chầm bản phân lớp. Chu Nguyên gãi đầu một cái, chuyện này, cậu và nữ thần thật sự không có duyên phận mà, hứa hướng dương so với cậu còn may mắn hơn. Lục tể buồn bực xoay người, liếc mắt nhìn thấy giang đồ đặt chân chống xe đạp, cậu ta sửng sốt một chút, có hơi ngạc nhiên, cậu cũng tới đây xem bản phân lớp. Ừm. Giang đồ liếc mắt nhìn cậu ta, vẫn ngồi yên trên xe đạp, ngẩng đầu nhìn bản phân lớp. Lục tể, không nghĩ tới cậu cũng sẽ quan tâm được phân đến lớp nào. Lớp 11 chi ban khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thành 13 lớp, năm lớp trọng điểm, dựa theo điểm số xếp hạng, Giang Đồ bắt đầu xem từ lớp 1, cái tên xếp thứ nhất chính là cậu, sau đó là Hứa Hướng Dương, tiếp theo là Chúc Tinh Giao. Tay Giang Đồ đang nắm chặt tay cầm xe đạp được thả lỏng, trái tim lơ lửng hạ xuống, cậu cảm thấy mình có chút may mắn. Chí ít, may mắn hơn so với lục tể cậu nhìn về phía lục tể, âm thanh nhạt nhẽo, sáng mai nơi này có lẽ sẽ rất đông người, nên đến nhìn trước để đỡ phiền phức. Nói xong, cậu dẫm lên bàn đạp, nhanh chóng rời đi. Ngày khai giảng chính thức vào lớp 11, Giang Đồ mới biết Lê Tây Tây cùng Đinh Hạng cũng được chia vào lớp 1, cũng có vài người lúc đầu học ở lớp 7, bao gồm cả Trương Thịnh và Tào Minh. Chúc Tinh Giao và Lê Tây Tây đến muộn, nên ngồi ở tổ ba bàn thứ hai từ dưới lên, Giang Đồ với Đinh Hạng vẫn ngồi cùng bàn ở tổ bốn bàn cuối cùng, Đinh Hạng phấn khích như uống thuốc kích thích, con mẹ nó, vận may của tớ vô cùng tốt, không nói đến điểm số xếp thứ nhất từ dưới lên cũng tiến được vào lớp trọng điểm thì thôi, vậy mà còn có thể học chung lớp với cậu và nữ thân nữa. Ánh mắt Giang Đồ nhìn về phía chút tinh dao, không có nói gì mà chỉ cười cười. Có điều, lần này chia lớp có chút vi diệu, hoa khôi hạ cẩn của lớp 15 cũng được chia vào lớp 1, đến chỗ này, cô ấy không còn là một hoa khôi nữa, sắc mặt dường như rất khó coi. Lê Tây Tây thở dài, một núi không thể có hai hổ nha. Chúc Tinh Giao nhìn thoáng qua cô, cậu nói nhỏ giọng một chút, còn nữa, sử dụng phép ẩn dụ có thể nghiêm túc để ý được không? Lê Tây Tây cười mỉm ông lấy cô, ôi chao, đối với tớ không thành vấn đề, người uất ức cũng không phải cậu mà. Chủ nhiệm lớp 11, 1 là Tào Thư Tuấn, lớp 2, chủ nhiệm là Tạ Á tạ á có chút không rõ tính cách tào thư tuấn phóng khoáng thoải mái như này tại sao nhà trường lại sắp xếp cho anh làm giáo viên chủ nhiệm đi cửa sau ư hai người đụng phải nhau ở hành lang tào thư tuấn cười cười cô tạ á cô sắp xếp chỗ ngồi như thế nào tạ á liếc mắt nhìn anh dù sao cũng không phải là tự lựa chọn chỗ ngồi cho rút thăm hoặc tôi quyết định tào thư tuấn cảm thấy cô đang chế giễu anh có điều cũng không để ý cười nói ban nảy mở cuộc họp trưởng ban bảo tôi về sau phải học tập cô tạ một chút, sau này chỉ giáo nhiều hơn nhé. Tạ á ngoài cười nhưng trong lòng không cười, có thể. Hai người từng người đi vào lớp mới, Tào Thư Tuấn đứng trên bục giảng, nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, anh liền gọi vài nam sinh đi lấy sách, sau đó phát sách giáo khoa mới xuống, anh vô cùng dân chủ nói, các em muốn sắp xếp chỗ ngồi như thế nào? Quy tắc cũ hay là trúc thăm đây? Đinh hạng nhất tay, quy tắc cũ à, quy tắc cũ là cái gì thế có người không hiểu tào thư tuấn cười quy tắc cũ chính là dựa theo thành tích học tập các bạn nam bị điểm thấp phản đối em không muốn như vậy không phải là bắt nạt kẻ yếu sao đúng vậy khích lệ tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ hơn tào thư tuấn lập tức gõ thước cứ quyết định như vậy nhé bắt đầu từ người đứng hạng nhất đinh hạng lập tức nhìn về phía giang đồ chân chó nói đồ ca Giang đồ đưa tay đẩy kính mắt lên, ngẩng đầu nói, em với Đinh Hạng ngồi ở đây à, không đổi nữa. Hứa hướng dương ngồi bàn cuối cùng ở tổ ba, cậu ta cũng không đổi chỗ, Tào Thư Tuấn nhìn sang, cười nói, hứa hướng dương, thầy có xem qua trong lớp em đã từng làm lớp trưởng, bây giờ trực tiếp chọn em làm lớp trưởng, không có vấn đề gì chứ. Hứa hướng dương nhìn mọi người, cười nói, từ tiểu học em đã bắt đầu làm lớp trưởng, muốn hỏi một chút là có bạn học khác muốn tranh cử không? Lê Tây Tây nhanh chóng giơ tay. Hứa hướng dương. Tạo Thư Tuấn hỏi, Lê Tây Tây, em có ý kiến gì? Lê Tây Tây nhìn sang, cả lớp chỉ có mỗi một mình cô giơ tay, liền yếu ớt thu tay về. Dạ không có. Ngay sau đó, lớp trưởng chính là hứa hướng dương. Chúc tinh giao còn chưa kịp chọn, đinh hạng ở ngay phía sau gọi, nữ thần, hai cậu, ngồi phía trước bọn tớ đi, giống như học kỳ trước ấy. Chúc tinh giao quay đầu, Đúng lúc Giang Đồ ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, trong một giây nào đó, cô cảm thấy đáy mắt Giang Đồ có chút chờ mong, cô sửng sốt một chút, lại cảm thấy mình nhìn nhầm rồi. Lê Tây Tây nói, chúng ta vẫn như cũ đi, tớ không muốn ngồi chỗ này. Hai người lại ngồi bàn trước mặt Giang Đồ, Giang Đồ cùng Đinh Hạng giúp hai cô chuyển bàn, khi chút tinh giao và Giang Đồ sự qua nhau, cô ngửi được từ trên người cậu một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô có hơi sửng sốt. Giang Đồ đã quay người lại, cúi đầu nhìn cô, làm sao vậy? Mùa đông năm ngoái, chút tinh giao mặc áo khoác của cậu, chiếc áo khoác màu đen đó chỉ có mùi xà phòng sạch sẽ, mang theo một chút mát lạnh, rất dễ chịu. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, vừa nãy hình như ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Cô ngẩng đầu cười, không có chuyện gì, chỉ là chúng ta lại học cùng lớp rồi. Giang đồ cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười, ừ. Nghĩ giờ giải lao, lê tây tây đeo tai nghe hát ngâm nga cô hát chính là ca khúc mới bí mật không thể nói của châu kiệt luân bộ phim vừa được công chiếu trong kỳ nghỉ hè rất nhiều người biết đến mấy nữ sinh còn tụ tập một chỗ để bàn luận nói bộ phim ngược chết tớ mất lừa thật nhiều nước mắt của tớ đúng vậy tớ khóc gần chết đinh hạng phá đám nói nước mắt nữ sinh các cậu thật dễ lừa gạt mà lê tây tây lường một cái đinh hương hoa cậu ngậm miệng Đinh Hạng. Cậu ta quay đầu nhìn Giang Đồ, Đồ Ca, cậu nói có phải không? Ở độ tuổi chúng ta, cũng không phải là giết người phóng hỏa thì có bí mật gì không thể nói. Chúc Tinh Giao quay đầu đã nhìn thấy Giang Đồ tháo kính mắt xuống, cô nhìn thấy trong mắt cậu mệt mỏi và tơ máu, cho rằng Đinh Hạng hỏi sai người rồi, Giang Đồ đúng là một người khó nắm bắt như vậy, cô cảm thấy cả người cậu đều là bí mật. Tối hôm qua Giang Đồ đi làm thay ca ở nhà hàng thịt nướng của anh Lương, gần như một đêm không ngủ, cậu vừa muốn nằm xuống ngủ một giấc, vừa ngẩng đầu lên, đã đối diện ánh mắt tràn đầy sự tò mò của chút tinh giao. cậu nhìn cô, nhanh chóng rời đi, lạnh nhạt nói, mỗi người đều có bí mật, cậu chính là bí mật lớn nhất của tôi. vừa mới khai giảng, cuộc thi vật lý toàn quốc lại bắt đầu đăng ký. Giang Đồ khi học lớp 10 bởi vì trong nhà có chuyện nên không tham gia được. lần này Tào Thư Tuấn gọi cậu đến văn phòng nói chuyện một hồi, Giang Đồ hơi trầm mặt nói, xin lỗi thầy, em không tham gia được. Thời gian cuộc thi vật lý quá dài, có đôi khi vừa đi chính là một tháng, cậu không yên lòng về thư nhàn và gian lộ, cũng không đồng ý cuộc đời của chính mình nằm trên sự khuôn khổ thi đua để được cử đi thi, cho dù không được cử đi học, cậu tin tưởng bản thân mình cũng có thể thi rất tốt. Tào thư tuấn thuyết phục vô dụng, chỉ có thể tiếc nuối, em và chút tinh giao cũng không tham gia, lớp chúng ta chỉ có hứa hướng dương tham gia giang đồ từ văn phòng trở lại lớp học chúc tinh giao liền quay đầu hỏi cậu thầy chủ nhiệm nói với cậu về việc tham gia cuộc thi có phải không ừm tớ đã từ chối chúc tinh giao kinh ngạc hả tại sao thế môn vật lý cậu giỏi như vậy không đi thật là đáng tiếc sau đó lê tây tây và đinh hạng đều nhìn cậu đồng thời hỏi đúng vậy tại sao đinh hạng tiếc nuối nếu cậu đi nói không chừng có thể được cử đi học đấy Giang đồ nhìn bọn họ một chút, ánh mắt dừng lại trên người chút tinh dao. Cô gái mặc đồng phục học sinh mùa hè, áo sơ mi trắng cổ xanh, đường nét trên cổ mềm mại xinh đẹp, mỗi khi cô quay đầu lại, nốt ruồi nhỏ đặc biệt trên cánh mũi hướng về phía cậu, giang đồ nhìn nốt ruồi nhỏ, xuất cử đi học đối với tớ mà nói không quan trọng lắm. Chúc tinh giao suy nghĩ một chút, công mày lên, cũng đúng, sau khi phân ban cậu trực tiếp đứng thứ nhất, kết quả học tập rất lợi hại, cho dù không được cử đi học cậu cũng nhất định có thể thi đậu vào thanh hoa bắc đại một giang đồ nhìn hàng mi dài dày công công của cô khóe miệng khẽ công chỉ hy vọng như vậy một thanh hoa bắc đại đại học thanh hoa đại học bắc kinh được ví như harvard và mit của trung quốc hai cái tên thanh hoa và bắc đại như một lẽ tự nhiên chỉ cần nhắc đến tên là đã đủ làm người khác ngưỡng mộ và kính nhường nhiều phần buổi trưa Hứa Hướng Dương cùng Chu Nguyên và Lục Tể ăn cơm ở căng tin, nói đến chuyện này, Lục Tể có chút bất ngờ. Thật à? Tớ tưởng năm nay cậu ta nhất định sẽ tham gia đấy. Vật lý giỏi như vậy, không đi thật đáng tiếc. Hứa Hướng Dương cũng nói, thật là đáng tiếc. Bất quá cậu ta nói cũng có đạo lý, thi vào đại học không phải là cách duy nhất để cạnh tranh. Lục Tể không tỏ ý kiến, ừm. Cậu ta ban đầu cũng không muốn tham gia, nhưng cũng không thể lây chuyển được thầy cô giáo coi như vì nhà trường giành lấy vẻ vang. Ánh mắt vài người tìm kiếm các bàn ăn trống ở căng tin, lục tể vừa nhấc mắt đã nhìn thấy chút tinh dao cùng lê Tây Tây bê khay cơm đi về phía trước, ngồi trước mặt bạn cùng bạn mới của cậu ta. Chu Nguyên lập tức đầy bả vai cậu ta, này, chút tinh giao với bạn cùng bạn mới của cậu quen nhau sao? Bạn ngồi cùng bàn mới của lục tể vừa mới được phân đến lớp số 29 là Lâm Giai Ngữ, tạ á quyết định chỗ ngồi, cô gái kia ngay ban đầu rất câu nệ, không nói với cậu mấy câu không nghĩ tới cô ấy còn quen biết chút tinh dao xung quanh trường học có rất nhiều cửa hàng hơn nữa căng tin cũng chia ra căng tin lớn căng tin nhỏ chút tinh dao và lê tây tây ngày thường số lần tới căng tin lớn không nhiều lắm đây vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này tình cờ gặp được lâm giai ngữ lâm giai ngữ một mình chiếm một cái bàn cô kéo lê tây tây đi qua đó ngồi chút tinh Giao giới thiệu cho các cô ấy một chút lê tây tây ta một tiếng cậu chính là thanh mai trúc mã kia của đồ ca à chỉ là từ thời còn nhỏ lớn lên cùng nhau mà thôi lâm giai ngữ có hơi ngượng ngùng mà cười cười tò mò hỏi cậu ấy làm sao mà trở thành đồ ca thế chút tinh dao cắm ống hút uống một ngụm sữa đậu bạn cùng bàn của cậu ấy gọi đầu tiên lâm giai ngữ cười cậu cũng gọi à thỉnh thoảng chút tinh dao nhả ống hút ra suy nghĩ một chút nói chẳng qua có đôi lúc cậu ấy sẽ cắm mình gọi như vậy Lâm Giai Ngữ chớp chớp mắt, tại sao? Lê Tây Tây cắn một miếng đùi gà, vui sướng hài lòng nói, khả năng là do hưởng thụ không nổi chăng, dù sao không phải ai tin tin cũng đều gọi là anh. Có một lần bị ủy viên ban thể dục lớp chúng mình là Trương Thịnh nghe thấy, về sau cậu sẽ biết, người kia nghe thấy tin tinh gọi đồ ca, mắt trợn đến con ngươi muốn rớt ra ngoài, ghen ghét đến đòi mạng. Chúc tin giao, cậu nói quá khoa trương rồi đó. Không khoa trương đâu tớ cảm thấy trương thịnh tẩu hỏa nhập ma với cậu. Lê Tây Tây nhìn Lâm Giai Ngữ, bỗng nhiên phản ứng lại cậu nói vừa nãy của mình không được hay cho lắm, thanh mai trúc mã, nói tới có hơi ám mùi, nhỡ đâu cậu ấy thích gian đồ thì sao? Cô gấp trúc xoay chuyển, không có gì đâu, tớ chỉ nói hưu nói vượng thôi, lúc tinh tinh đùa giỡn thì mới gọi một tiếng đồ ca. Lâm Giai Ngữ có chút nhìn cười không được. Chút tinh dao đang muốn nói chuyện, chỗ trống đối diện bỗng nhiên bị người ta chiếm mất lục tể ngồi đối diện cô cười nhìn cô chúng mình ngồi ở đây có được không đây là lần đầu tiên từ sau khi khai giảng chúc tinh giao và lục tể đối mặt với nhau ở khoảng cách gần như vậy cô nhớ tới những phong thư tình tích lũy vào mỗi thứ sáu hàng tuần gần hai học kỳ trước bất kể là phong thư hay thiệp chúc mừng bên trên đều vẽ thiếu nữ đàn xeo lô cô nhìn thấy lục tể phát hiện lục tể còn đang nhìn cô vội vàng nói tùy ý nhé chỗ này không có người ngồi mấy người lục tể đồng loạt ngồi xuống bên cạnh họ, lê tay tay bởi vì sự việc kia ở trên hành lang, vẻ mặt đối với hứa hướng dương không hề dễ chịu, cô lường cậu ta một cái. Hứa hướng dương. Lục tể nhìn lâm giai ngữ, lại nhìn về phía chút tinh giao, không nghĩ tới các cậu quen nhau. Chúc tinh giao nhìn lâm giai ngữ. Lâm giai ngữ giải thích, cô chủ nhiệm lớp xếp chỗ ngồi, tớ ngồi cùng bàn với cậu ta. Lúc trước không phải cậu học lớp 15 sao? Chu Nguyên tò mò hỏi một câu, nhìn về phía Chúc Tinh Giao và Lê Tây Tây, làm sao cậu quen biết được với hai cậu ấy ở lớp 7 vậy? Chương 19 Lâm Giai Ngữ lúc này mới nhận ra rằng mình dường như đã quá thân thiết với Chúc Tinh Giao, cô giải thích, cậu ấy đi mua đồ cùng tớ, giúp tớ dùng mặt kiếm cơm để được giảm giá. Chúc Tinh Giao lập tức ho một tiếng, suýt chút bị sặc sữa đậu. Lục Tể đột nhiên nhớ đến sự kiện học kỳ trước cô ở trên sân khấu tuyển chọn giọng hát dùng mặt kiếm lợi ích, nhìn cười liếc nhìn sữa đậu trong tay cô, hình như cậu rất thích uống cái này. Chúc Tinh Giao hòa hoãn, nhỏ giọng nói, cũng tạm tạm, uống khá ngon. Chúc Tinh Giao và Lục Tể vốn dĩ đã nổi tiếng, hai người ngồi đối mặt với nhau đã thu hút không ít ánh mắt. Có người từ căng tin đi ra ngoài, liền không nhìn được nói, tớ đã nói rồi mà, chắc chắn là Lục Tể thích Chúc Tinh Giao không phải vậy thì làm sao lại ngồi cùng một bàn với cậu ấy hai người bọn họ xem ra rất xứng đôi chỉ là không biết chút tinh dao có thích lục tể hay không giang đồ đi tới cửa căng tin đúng lúc nghe được bước chân cậu dừng lại vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy chút tinh dao cùng đám người lục tể đang đi ra cậu yên lặng nhìn bọn họ một cái xoay người đi lấy cơm lâm giai ngữ nhìn thấy cậu bỏ lại một câu tớ đi tìm giang đồ một chút lập tức chạy theo bóng lưng của cậu Chu Nguyên càng kinh ngạc, ngón tay chỉ chỉ, cậu ấy còn quen biết tên nhóc giang đồ kia à. Chúc Tinh Giao nhìn thoáng qua, bọn họ từ thuở còn nhỏ cùng nhau lớn lên, sống cùng một nơi. Lâm Giai Ngữ chạy tới để hỏi chuyện thi vật lý của Giang Đồ, cô đứng phía sau cậu, cậu không yên tâm chuyện trong nhà có phải không? Giang Đồ quay đầu nhìn cô một cái, ừ. Lâm Giai Ngữ thở dài, được rồi, chỉ là quá đáng tiếc. Giang Đồ cảm thấy không có gì đáng tiếc, cậu liếc mắt nhìn hướng về cửa, lơ đảng hỏi, mới khai giảng hai ngày, cậu với lục tể đã thân thiết rồi à? Cô chủ nhiệm lớp sắp xếp cho tớ ngồi cùng bàn với cậu ta, lâm dai ngữ nhìn cậu múc cơm, đi theo cậu hai bước, vừa rồi cậu ta ngồi bên kia có thể là bởi vì chút tinh giao, tớ thấy hình như cậu ta thích cậu ấy. Không phải hình như. Lục tể chính là thích chút tinh giao. Giang đồ mặt không biểu lộ cảm xúc gì thu hồi ánh mắt, bê khay cơm xoay người đi buổi chiều, Lâm Giai Ngữ trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy Lục Tể đang soát lại đề thi, Lục Tể ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cô, lười biến hỏi, không nghĩ đến cậu và Giang Đồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu cũng sống ở ngõ Hà Tây à. Lâm Giai Ngữ có chút hiểu biết đối với Lục Tể, dù sao cũng là người có tiếng tâm trong trường học, là nam thần trong mắt nữ sinh, cô nói thật lòng, ừ, cùng một khu dân cư, nhưng nhà tớ không đến nỗi nghèo như vậy. Lục Tể có hơi sửng sốt, cười hỏi, vậy làm sao cậu quen biết với chút tinh giao? Lâm Giai Ngữ liền đem chuyện mua mắt kính cho Giang Độ nói ra, Lục Tể yên lặng xoay xoay cây bút, hóa ra cặp kính mắt của Giang Độ do chút tinh giao lựa chọn. Sáng sớm thứ năm, học sinh tham gia dự thi vật lý được nghỉ học. Tiết tự đọc vào sáng thứ sáu. chút tinh giao lật sách giáo khoa tiếng Anh bên trong nhìn thấy một phong thư có phong cách tinh tế thì hơi sững sờ, cô kéo kéo lê tay tay, lê tay tay nhìn qua, nhỏ giọng, qua. Wow thư tình thứ sáu hàng tuần của bạn học Di lại tới nữa rồi. Chúc tinh giao cảm thấy chữ viết bạn học Di so với học kỳ đẹp hơn một chút, cô có hơi nghi hoặc, cậu ta đều không có ở trường học, cậu nói xem rốt cuộc là do ai đưa thư giúp cậu ta. Lê Tây Tây không cho là đúng, chuyện này có gì kỳ lạ đâu, bình thường cậu có từng nhìn thấy người nào nhét đồ vật vào bạn học của cậu không? Không có đúng không, nhưng mà mỗi ngày có thể nhìn thấy thư từ với đồ ăn. Nhân duyên lục tể tốt như vậy, nhờ người ta buổi sáng hoặc sau khi tan học nhân lúc không có ai nhét thư vào, không phải rất đơn giản sao? Nói cũng phải. Chúc tinh giao lấy phong thư nhét vào cặp sách. Giang đồ khoát tay lên trước cửa sổ, nhìn cô kéo khóa lại, tay trái xoay bút, cúi đầu học thuộc từ đơn. Thực ra cậu rất tò mò, những bức thư và thiệp chúc mừng kia cuối cùng bị cô xử lý như thế nào? Là mang về nhà vứt đi hay sao? Hay là bởi vì hình vẽ bên trên mà giữ gìn? Cậu gom nhặt những tấm thiệp chúc mừng và phong thư không dễ dàng, mặc kệ như thế nào, cậu không hy vọng những lá thư kia không bị ném đi. Giờ họp lớp buổi chiều, Tào Thư Tuấn chỉ định các chức vụ còn lại và đại biểu môn học, đại biểu môn vật lý quyết định giang đồ. Giang đồ nhíu mày, đứng lên nói, dạ xin lỗi, em không có thời gian, vẫn nên để cho chút Tinh Giao làm đi ạ. À. Chúc Tinh Giao Cô không nhìn được mà quay đầu lại nhìn cậu. Giang đồ cúi đầu rủ mắt xuống nhìn cô thấp giọng nói có thể không cậu rõ ràng là đang nhờ vả người khác âm thanh vẫn lạnh nhạt như thế chút tinh dao chớp mắt bất đắc dĩ nói được thôi sau khi tan học giang đồ không có vội vàng rời đi bảy giờ tối cậu mới đi làm ở cửa hàng thịt nướng của anh lương bây giờ còn có chút thời gian dứt khoát lấy môn vật lý và vở bài tập làm xong rồi mới đi về ngay cả cặp sách cũng không mang về đạp xe ra khỏi trường bất ngờ nhìn thấy chút tinh dao đứng ở chỗ cũ chợ xe, còn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Bố mẹ cô và tài xe còn chưa đến đón. Cậu dừng lại sau lưng cô, chút tinh dao quay đầu, nhìn cậu nở nụ cười, cậu còn chưa về sao? Giang đồ từng một tiếng, dừng lại, hỏi, người trong nhà cậu vẫn chưa tới à? Vừa dứt lời. Điện thoại di động của cô liền vang lên. chút tinh giao nhấn nút nghe, lúc nói thỉnh thoảng nhìn Giang Đồ, mẹ. Vậy mẹ tranh thủ đi làm đi à, tự con trở về là được, con đã lớn rồi mà, không có chuyện gì đâu, mẹ cứ làm việc đi, cô cúp điện thoại, nhìn về gian đồ, mới trả lời câu hỏi kia của cậu, trong nhà chú Lưu có việc, đoán chừng một hai tháng này cũng không cách nào đến đón tớ, bố mẹ tớ thường xuyên tăng ca, hừng, cậu nhìn thấy đó, tớ bị mẹ cho leo cây rồi. Chúc Vân Bình nói muốn tìm tài xế thời vụ tạm thời thay thế cho lão Lưu, lão Lưu vừa xin nghỉ hôm nay, chưa tìm được tài xế thích hợp. Đinh Du luôn luôn bận biểu, có đôi khi không thể ra khỏi phòng cấp cứu, cô xem như đã quen rồi. Giang đồ nhìn thẳng vào cô, vậy cậu trở về như thế nào? Học sinh cũng đã về gần hết, cổng trường có chút vắng vẻ, nhà cô cũng không có người, chút tinh giao đột nhiên rất không muốn về nhà, cô lắc đầu một cái, tớ đến quảng trường bên kia, đến phòng tập luyện đàn. Giang đồ có hơi trầm mặt, chân đang chống lên mặt đất thu về, tớ cũng đi bên kia, cậu. Cậu dừng lại, nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì. Chúc tinh giao lại chớp mắt, trước tiên hỏi, cậu chở tớ à? Giang đồ. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn yên xe đạp phía sau, cậu chỉ chở mỗi giang lộ, hơn nửa chiếc xe đạp này hơi cũ, cậu bóp chặt tay cầm xe đạp, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô, cậu chắc chắn chứ. Xe đạp hơi cứng, có lẽ sẽ không thoải mái đâu. Chúc tinh giao biết ngay cậu do dự vì chuyện này, cô đi tới, trực tiếp nghiêng người ngồi yên sau xe đạp, ngẩng đầu nhìn cậu đi thôi xe đạp của lê tây tây tớ đã ngồi qua kỹ thuật lái xe của cậu ổn hơn cậu ấy nhiều giang đồ chậm chậm quay đầu rủ mắt xuống cúi đầu nói vậy cậu ngồi cho chắc chút tinh Giao mỉm cười được giang đồ đạp xe ra ngoài trọng tâm chút tinh dao không ổn định theo bản năng nắm lấy gốc áo của cậu đầu ngón tay đụng phải eo của cậu cậu bỗng nhiên dừng xe lại chút tinh dao đột nhiên không chuẩn bị kịp khiến tráng đập lên lưng cậu khiến cô có hơi choáng váng. Giang đồ, lưng cậu cứng quá, sao cậu dừng xe đột ngột vậy? Giang đồ mím chặt môi, cúi đầu nhìn trên eo của cậu, ngón tay trắng nõn của cô gái đang nắm chặt quần áo của cậu, ít hầu cậu lăn lộn lên xuống, không có gì. Lần nữa đạp xe chạy nhanh ra ngoài. Lúc này mặt trời vừa mới xuống núi không lâu, một vệt tráng đỏ ánh lên chân trời, khi Giang đồ đạp xe lên cầu lớn, chút tinh dao quay đầu nhìn mặt sông và chân trời, bỗng nhiên bị những án mây sáng lạng chiếu vào mắt, mới hoảng hốt phản ứng lại. Cô ngồi ở trên yên sau xe đạp của một nam sinh như vậy là lần đầu tiên. Hai người đều mặc đồng phục, gương mặt đẹp đẽ, ít nhiều gì vẫn làm người khác chú ý. Cũng may Giang Đồ đạp xe rất nhanh, nhanh chóng đã đến quảng trường, Giang Đồ dừng lại trước cửa hàng thịt nướng của anh Lương, cậu chống chân lên mặt đất, quay đầu nhìn cô, cậu ăn thịt nướng không? Chút tinh giao mang theo vài phần hiếu kỳ đi theo phía sau Giang Độ, cô nhìn cậu khóa xe đạp bên cạnh cửa hàng thịt nướng, ngẩng đầu nhìn thoáng bảng hiệu màu đỏ thẫm, cửa hàng thịt nướng Anh Lương, quán này cô cùng Lê Tây Tây đã tới ăn qua rồi. Cậu đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, đi thôi. Cô đi theo phía sau cậu, nhẹ giọng hỏi, cậu làm thêm trong quán này à? Cậu nhỏ giọng từng một tiếng. Lúc này là vừa vặn giờ ăn cơm, hơn nữa lại là thứ Sáu. Trong cửa hàng không ít người, hai người vừa bước vào cửa tiệm một luồng khí nóng ập đến. Lương Thành đang tiếp đón khách hàng, nhìn thấy chút tinh giao đi phía sau gian độ, đôi mắt trừng lớn, ôi chết tiệt. Không chỉ có Lương Thành, ngay cả nhân viên trong quán kinh ngạc nhìn về phía gian đồ. Ánh mắt gian đồ tìm tòi trong cửa hàng một hồi, quay đầu nhìn chút tinh giao, ngồi bên kia, có được không? Một bàn hai người sát cửa sổ, được quay trắng một nửa, tương đối yên tĩnh tinh thần chút tinh dao chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại cô ngẩng đầu nhìn cậu nở nụ cười ấm áp được ngồi chỗ nào cũng được giang đồ dẫn cô đến lương thành đứng cạnh quầy nhướng mày với gương mặt đầy biểu cảm nhóc con cậu thông suốt đấy thần sắc cậu hơi ngừng lại đi đến bên kia giải thích một câu bạn học của em tiện đường đưa cậu ấy theo một đoạn lương thành liếc mắt nhìn chút tinh dao rất xinh đẹp cảm thấy có ba phần quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào anh ta cười ha hả nói với cô ngoại trừ em gái tiểu lâm đây là lần đầu tiên cái tên nhóc này dẫn bạn học tới đây đó em gái tiểu lâm chắc hẳn là lâm giai ngữ chút tinh Giao cảm thấy giang đồ với lương thành hình như rất thân thiết cô nở nụ cười thật ạ à? vậy em rất vinh hạnh giang đồ rủ mắt nhìn cô không biết cô vinh hạnh cái gì lương thành cười vỗ vỗ vai cậu cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói trước tiên cậu dẫn người ta tới ngồi đi, không cần vội vàng ra sau bếp, ăn no rồi làm sao. Nói xong lập tức đẩy người ra phía trước. Sau khi Giang Đồ dẫn chút tinh giao qua chỗ ngồi, hỏi cô, cậu muốn ăn gì? Tớ đi lấy. Cậu dừng lại, cứ xem như nhận tội việc đẩy chức vụ đại biểu môn vật lý cho cậu, tớ mời cậu ăn. Chút tinh giao có hơi sửng sốt, vội vàng nói, đó chỉ là việc nhỏ thôi. Đối với tớ mà nói là chuyện phiền toái, cậu giúp tớ một việc lớn. Chúc tinh giao không biết từ chối như nào, cô vẫn cảm thấy từ chối Giang đồ là một chuyện rất khó khăn, cậu nghèo như thế, còn muốn mời cô ăn thịt nướng. Giang đồ đưa thực đơn mở ra đặt trước mặt cô, chỗ này có thịt bò rất tươi, nếu cậu không biết chọn gì thì để tớ đi lấy là được, đồ ăn ở đây không đắt, cậu ăn không mất bao nhiêu tiền. Chúc tinh dao bị nghẹn lại, nâng má quay qua quay lại, bỗng nhiên đóng thực đơn lại, đặt trước mặt cậu, cậu tùy ý lấy cho tớ đi tớ không ăn thịt ba chỉ cũng không ăn nội tạng cũng không cần lấy rau thơm giang đồ ghi nhớ được cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra sau bếp cầm khay chọn nguyên liệu cho cô gái kén ăn kia lương thành tranh thủ đi theo vào đứng bên cạnh cười nhìn cậu thật sự chỉ là bạn học à nhìn xinh đẹp như vậy cậu không có chút cảm giác nào sao giang đồ cầm một khay thịt bò tươi quay đầu nhìn anh ta chỉ là bạn học thôi anh đừng đoán mò lương thành thấy sắc mặt cậu bình tĩnh chật một tiếng tên nhóc này thật là tuổi này thích cô gái nào thì đó mới gọi là bình thường đừng quá vô vị cô gái nhỏ không thích nhàm chán như thế đâu giang đồ dừng một chút đột nhiên nhớ tới lục tể cậu không lên tiếng lấy không ít đồ ăn lúc cậu xoay người lương thành suy nghĩ nói thầm một câu anh luôn cảm thấy cô bé này nhìn rất quen mắt chỉ là không nhớ đã gặp nhau ở đâu giang đồ biết anh ấy tại sao thấy quen chẳng qua cậu không nhắc nhở, mang đồ ăn xoay người đi ra ngoài. Chút tin giao cúi đầu gửi tin nhắn cho Lê Tây Tây. Ngẩng đầu thấy cậu, nở nụ cười. Tớ nói với Lê Tây Tây, tớ tới chỗ này ăn thịt nướng. Nếu không phải cậu ấy đã về đến nhà, nhất định muốn chạy đến ngay. Tớ có thể nói với cậu ấy là cậu làm thêm ở đây không? Tùy cậu. Giang Đồ ngồi xuống đối diện cô, đốt lửa than, đem từng miếng thịt được ướp rất ngon đặt lên trên. Đây cũng không phải bí mật gì chỗ này thường xuyên có học sinh nhất trung đến đây ăn thịt nướng. Chúc Tinh Giao nói, tớ và Lê Tây Tây đã tới nơi này, nhưng mà không nhìn thấy cậu. Giang Đồ không nghĩ rằng cô đã từng tới đây, ngẩng đầu nhìn cô, hình như tớ ở sau bếp. Miếng thịt xì xèo chảy ra dầu mỡ, hương thơm tỏa ra, Chúc Tinh Giao ngửi thôi liền cảm thấy đói bụng, cô nhìn Giang Đồ nướng thịt thuần tục, không nhìn được ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Ánh mắt nhìn thoáng qua thời gian kinh doanh được in trên cửa sổ thủy tinh. Buổi chiều 17 giờ, rạng sáng 5 giờ. Cô đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn cậu, cho nên, cậu đến đây làm việc, là làm thẳng cho đến buổi sáng sớm. Giang đồ nướng thịt bò chín đến 8 phần rồi đặt vào trong khay màu trắng, đưa tới trước mặt cô, ừ, có thể ăn rồi. Chẳng trách. Chẳng trách có đôi khi cậu sẽ nằm sắp lên bàn ngủ cả một buổi sáng, hóa ra là như vậy. Chút tinh dao nhìn chầm chầm hình dáng thiếu niên sạch sẽ rạng rỡ im lặng không lên tiếng gấp một miếng thịt lên, đôi mắt phát sáng, ngon quá, ngon hơn nhiều so với lần trước tớ với Lê Tây Tây tự nướng, cậu nướng như thế nào? Nước sốt đều đã được điều chỉnh nên không cần nêm quá nhiều gia vị là được. Giang đồ đoán được khẩu vị cô tương đối nhạt, khi nướng không bỏ quá nhiều gia vị, cậu nhìn ánh mắt cô mang theo vui mừng, khóe miệng cong lên mang theo ý cười, cũng có thể các cậu nướng quá chín. Thảo nào? Chúc tinh giao nhìn động tác của Giang đồ, cũng cầm lấy đủ gấp vài miếng thịt thả trên vỉ nướng, lần trước tay tay cho một loạt tương quét lên, ăn vào trong miệng đều là nước sốt thôi. Một lát sau, cô đặt miếng thịt mà mình nướng bỏ vào chén của cậu. Động tác Giang Đồ dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Chút tinh giao cười, cậu thử một chút xem, tớ nướng ăn có ngon không? Chương 20. Cửa hàng thịt nướng dù sao cũng có chút khói, mắt kính Giang Đồ bị phủ một màn sương mù. Cậu cách tầng sương kia nhìn thiếu nữ trước mặt, cúi đầu cầm lấy chiếc đũa. Một lát sau, cậu hình như nhớ tới cái gì đó liền đứng dậy. Lúc trở lại, cầm trong tay một bình sữa đậu được cắm ống hút sẵn, đặt trước mặt cô. Chúc Tinh Dao có hơi ngạc nhiên, nở nụ cười, "Cảm ơn." Mãi cho đến 7 giờ 30, Giang Đồ đứng lên, Chúc Tinh Dao mới phát hiện cậu dường như không ăn nhiều lắm, chỉ có mình cô ăn no căng bụng. Giang Đồ tháo kính xuống, cúi đầu lấy khăn giấy lau đi lớp sương mờ, nâng mắt nhìn cô, buổi tối cậu về như thế nào? Chúc tinh giao cầm cặp sách đứng lên, mẹ tớ xong việc sẽ đến đón. Vậy thì tốt. Cậu gật đầu một cái, kéo ghế ra, tớ dẫn cậu ra ngoài. Giang đồ dẫn người ra trước cửa, trầm mặt nhìn cô đi xa, mới xoay người trở về thay quần áo, đi vào phía sau bếp. Hơn 10 giờ tối, chúc tinh giao lên xe đinh du, vừa mới ngồi xuống đinh du liền sáp người lại ngửi thấy, trên người con làm sao có mùi dầu khói vậy? Đi ăn cái gì rồi à? Mũi Đinh Du vô cùng thính, chút Tinh Dao chịu phục không được, buổi tối con cùng bạn học ăn thịt nướng. Đinh Du nhíu mày, mẹ hỏi, cùng bạn học nào thế? Chút Tinh Dao cúi đầu thắt dây an toàn, nhỏ giọng nói, là Tây Tây ạ. À. Hai người các con cũng thật sự có duyên, lại được chia cùng một lớp. Đinh Du lái xe ra ngoài, cô bé kia làm sao về nhà? cậu ấy gọi xe à? Chút tinh giao nói dối không chớp mắt. Cô tự lưng vào ghế, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra, mở một tin nhắn, gửi tin nhắn cho Giang Đồ, Đồ Ca, tớ về nhà rồi, cảm ơn về món thịt nướng hôm nay. Suy nghĩ một chút, viết thêm một câu, thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí. Một. Một, thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt trích từ câu nói của mảnh tử trong cáo tử hạ, có nghĩa là trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ác trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt. Đây là tin nhắn đầu tiên của hai người. Mấy phút sau, Giang Đồ đứng ở cửa sau cửa hàng thịt nướng, nhìn chăm chú điện thoại có hơi sững sờ, một lát sau mới ấn bàn phím trả lời tin nhắn, ừm. Cậu cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đầy sao, nghĩ thầm thật ra cũng không có việc gì quá đau khổ cả. Buổi tối, chút tinh dao ở trong phòng tắm lăn qua lăn lại gội đầu rất lâu, sấy khô tóc, lúc nằm ở trên giường xem thời gian đã 12 giờ, cô đột nhiên nhớ tới gian đồ, bây giờ cậu ấy vẫn còn đang làm việc, chắc là rất bận nhỉ. Buổi sáng thứ hai đi học, chút tinh dao vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Hạ Cẩn bước xuống từ chiếc xe con màu ô tô màu ở phía sau, hai người mặt đối mặt, cô cười, chào buổi sáng. Hạ Cẩn cũng nở nụ cười, chào buổi sáng. Hai người học cùng lớp đã mấy ngày, nhưng chưa từng nói với nhau được mấy câu, đúng như lời Lê Tây Tây nói, một núi không thể có hai hổ, chút tinh giao cảm thấy Hạ Cẩn không thích cô, cô chào hỏi xong thì không nói gì nữa, đi qua trước mặt cô ấy. Hạ Cẩn ở sau lưng cô, bỗng nhiên nói, chút tinh giao, cậu và Giang Đồ đang yêu nhau sao? Chúc tinh giao đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn cô ấy, tại sao cậu lại nói như vậy? Hà Cẩn nhẹ nhàng đi tới, nhướng mày, chạm vạn hôm thứ sáu xe nhà tớ chạy ngang qua cầu lớn, tớ nhìn thấy cậu ngồi yên sau xe đạp của Giang Đồ. Khi đó cô còn cố ý nói tài xế giảm tốc độ, sợ chính mình nhìn lầm. Chút tinh giao không nghĩ tớ sẽ bị người khác nhìn thấy, cô giải thích, hôm đó nhà tớ không có đến đón tớ được, vừa vặn ở trước cổng trường tình cờ gặp được Giang Đồ. Cậu ấy cũng đi qua quảng trường bên kia, tiện đường chở tớ một đoạn. Chỉ như vậy thôi à hạ Cẩn không tin cho lắm chỉ như vậy cậu đừng nói lung tung khi chút tinh giao không cười hiện ra gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng sắp tới giờ tự đọc rồi đi nhanh thôi đi vào lớp học chút tinh giao nhìn thấy giang độ đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đang làm bù bài tập đinh hạng ở bên cạnh cũng đang liều mạng chép bài lê tây tây đang cười nhạo cậu ta đinh hương hoa cậu có thể tự mình làm bài tập trong đời này được không tốc độ tay đinh hạng rất nhanh phí lời khẳng định từng làm rồi nha chút tin giao đi đến trước bàn giang đồ ngẩng đầu ánh mắt hai người giao nhau cô mím môi không biết có nên nói trước cho cậu biết hay không ngộ nhỡ hạ cẩn nói ra thì sao cũng để cho cậu còn có chuẩn bị tâm lý dù sao cô bị nói nhiều rồi cô không sợ mấy điều này nhưng giang đồ không giống hình như cậu chưa từng có tai tiếng nào giang đồ đưa mắt lên nhìn mặt cô làm sao vậy trước đây chút tin giao cho rằng quan hệ giữa giang đồ và lâm giai ngữ rất thân thiết hai người khẳng định có gì đó nhưng sau khi ở chung nhiều hơn phát hiện thái độ của giang đồ đối với người khác chỉ có hai loại là thân và không thân người quen cậu ấy sẽ nói nhiều hơn mấy câu chiếu cố và giúp đỡ trong phạm vi cho phép cậu ấy đều sẽ không từ chối còn không quen đến ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn người ta một cái vô cùng lạnh lùng cũng hết sức tàn khốc Lâm Giai Ngữ với cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quen thuộc không thể quen thuộc hơn, còn cô và Lê Tây Tây, bao gồm cả Đinh Hạng. Chắc là cũng được quy nạp vào trong phạm vi quen thuộc của cậu, cho nên, cậu mới có thể chủ động quan tâm và hỏi thăm, bằng không thì, đồ ca vừa lạnh lùng vừa tàn khốc còn lâu mới thèm để ý đến mày. Đồ ca nghe được những scandal kia phỏng chừng lông mày sẽ không nhíu lấy một cái, rồi đưa ra một câu đánh giá nhàm chán chút tinh dao cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, cô nhìn cười không được, không có chuyện gì. Giang đồ bị cô cười không thể giải thích được, cô ngồi xuống chỗ ngay ngắn, cậu nhìn đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa của cô, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Chúc tinh giao cho rằng Hạ Cẩn cũng không phải loại người hay khu môi múa mép, đã giải thích rõ ràng, cậu ấy chắc sẽ không nói lung tung, cho dù có nói ra thì người khác cũng không nhất định sẽ tin. Đúng là Hạ Cẩn có chút hiếu kỳ về Giang Đồ, trước đây cô học lớp 15, nghe nói qua khối 10 có một nam sinh nhà xảy ra chuyện phải nghỉ học hơn một tháng rồi mới đến trường lại, trong nhà thiếu nợ rất nhiều, âm ý đến tận trường học, những chuyện này cô nghe một chút rồi thôi, lúc người khác chạy đi vây xem gian đồ, cô còn chưa qua đó xem lần nào, nghĩ thầm chắc là một tên nhóc nghèo, có gì mà đáng xem chứ. Được phân tới lớp 1, cô mới phát hiện có một nam sinh cao gầy mạnh mẽ rắn rỏi, làn da trắng lạnh, còn đeo kính mắt, nam sinh này vừa cô độc vừa lạnh lùng, lần đầu tiên nhìn sang đã biết không dễ ở chung nhưng ở trong đám nam sinh lại rất chói mắt lúc này cô mới biết cậu chính là giang đồ cô cẩn thận quan sát hai ngày phát hiện thái độ giang đồ đối với chúc tinh dao và lê tây tây gần như không khác nhau lắm ngược lại còn nhìn thấy lâm giai ngữ ở trên hành lang nói chuyện với giang đồ hai lần hai người này dường như có mối quan hệ thân thiết hơn cô càng thấy tò mò hơn buổi chiều thứ tư lớp một có tiết thể dục với lớp hai và lớp chín nhân lúc ủy viên thể dục đi mượn dụng cụ, các nữ sinh liền chạy đến dưới gốc cây hóng gió. chút tinh giao nhìn thấy Lâm Giai Ngữ, cười gọi một tiếng, Giai Ngữ. Lâm Giai Ngữ chuẩn bị chạy tới chỗ cô, còn chưa chạy đến đã bị Hạ Cẩn gọi, Lâm Giai Ngữ. Hả? Lâm Giai Ngữ nhìn về cô ta, nở nụ cười, Hạ Cẩn. Hai người trước đây cùng học một lớp, trong nhà Hạ Cẩn có tiền có thế, bên cạnh lúc nào cũng có các nam sinh nữ sinh bao quanh, Lâm Giai Ngữ bận biểu việc học còn bận đi phát tờ rơi làm thêm, mặc dù học cùng một lớp nhưng hai người hoàn toàn là hai vòng tròn, bình thường rất ít nói chuyện. Lâm Giai Ngữ ban đầu cho rằng Hạ Cẩn chỉ là tâm huyết dân trào nên muốn chào hỏi cô, cho nên cô mới trả lời một tiếng rồi đi về phía chút tinh giao. Hạ Cẩn có chút mất hứng, câu mày nói, tớ gọi cậu mà, tại sao cậu không để ý tới tớ vậy? Tớ cho là cậu chỉ muốn chào với tớ thôi. Lâm Giai Ngữ vội vàng giải thích, đưa tay cào cào quần áo rồi mới đi đến trước mặt cô ấy cậu gọi tớ có chuyện gì sao hà cẩn liếc mắt nhìn chút tinh giao, rồi nói tớ muốn hỏi cậu cậu và giang độ có quen biết nhau à lâm giai ngữ có hơi sửng sốt gật đầu ừ bọn tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hóa ra là như vậy à hà cẩn cười không có gì tớ nhìn thấy cậu với cậu ấy nói chuyện có chút tò mò tò mò cái gì cơ Chút tin giao theo bản năng nhớ tới chuyện ngày hôm đó, cô nhìn qua hạ cẩn một chút, lại nhìn lâm giai ngữ, cô luôn cảm thấy hạ cẩn tò mò không phải chuyện tốt đẹp gì, lê tay tay liếc mắt nhìn về phòng dụng cụ, hư nhẹ, mỗi lần đến tiết thể dục trương thịnh đều bắt đồ ca đi lấy dụng cụ, trả thù cá nhân mà. Lần trước cậu có nói, hai người bọn họ thiếu chút nữa đánh nhau sao? Lâm giai ngữ lần trước chỉ nghe được một chút, cô biết nhân duyên gian đồ không được tốt lắm, nhưng mà cũng không đến mức đánh nhau là ai động thủ trước vậy? Lê Tây Tây nói, tớ khẳng định là Trương Thịnh đấy. Hà Cẩn lại tò mò, ánh mắt nhìn tới, không nghĩ tới Giang Đồ và Trương Thịnh còn từng đánh nhau đó. Tại sao vậy? Giang Đồ với Trương Thịnh không hợp tính nhau từ khi bắt đầu lớp 10, đến bây giờ cũng không hòa hoãn là bao, nếu không phải Giang Đồ rất bình tĩnh, hai người đã sớm đánh nhau 800 hiệp rồi, trước đây có một nữ sinh lớp 7 nói, à, hình như bởi vì chút tinh giao. Lê Tây Tây phản bác, không đúng, bởi vì Trương Thịnh nói muốn cho hai ngàn tệ để đổi chỗ ngồi với Giang Đồ, Giang Đồ không đổi, sau đó hai người liền đánh nhau một trận. Là Trương Thịnh cầm tiền sỉ nhục người ta, phải không? Chút Tinh Giao gật đầu, đúng thế. Nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, vậy cũng xem như do cậu rồi, Trương Thịnh muốn đổi chỗ ngồi bởi vì cậu mà. Nhưng cái này là hai ý khác nhau chứ. Hạ Cẩn lại có chút quái gở, nói, quả nhiên là nữ thần nhỉ, bởi vì một chỗ ngồi thôi cũng có thể làm cho hai nam sinh đánh nhau chút tin giao câu mày đã nói rồi không phải bởi vì tớ mới đánh nhau là trương thịnh khiêu khích người ta trước cô dừng lại hơn nửa giang đồ cũng không muốn đánh nhau chuyện này cũng trôi qua rất lâu rồi bây giờ nói đến cũng không thú vị mấy các em nữ sinh đang hóng mát dưới gốc cây đừng lười biếng nữa đều qua đấy hết cho thầy thầy dạy thể dục chống eo quát to các ban ủy viên thể dục đã dẫn theo vài nam sinh mang dụng cụ đến, chúc tinh giao cùng đám người lê tay tay đi tới, Trương Thịnh vội vàng đưa cây vật tennis tới, cho cậu, lúc nãy cậu có nói muốn đánh tennis có phải không? Hà Cẩn nói, tớ cũng muốn đánh tennis, sao cậu chỉ có cầm một bộ vật tennis vậy? Chúc tinh giao liếc nhìn cô ấy một cái, vậy cậu cầm đi. Cô đi qua Hà Cẩn, hướng về Giang Độ, trong tay Giang Độ cầm vật cầu lông và quả bóng chuyền, cậu thả xuống trước mặt cô, cậu muốn chơi cái này sao? Ưm. Ừ. Giang đồ đưa vật cầu lông cho cô, thấp giọng nói, cậu muốn chơi tennis bên kia vẫn còn đấy. Cậu lại đi mượn. Chúc tinh giao nhận lấy, nhỏ giọng nói, không cần đâu, lấy cái này cũng được. Dù sao cũng nhân tiện chơi một hồi cho đến hết tiếc. Giang đồ không biết tại sao cô không vui, có điều chắc chắn không phải vì vật tennis, cậu nhìn cô và lê tay tay đi về hướng sân cầu lông, liền quay người chạy về sân Điền Kinh sân cầu lông và sân bóng chuyền nằm cạnh nhau, đều ở phía trên sân điền kinh. Chúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây đánh vài hiệp, liền đem vật cầu lông đưa cho các bạn khác. Cô và Lê Tây Tây cùng nhau ngồi ở trên bậc thang, hai người nhìn sân điền kinh. Giang đồ vẫn còn đang chạy bộ. Chúc Tinh Giao nhìn về phía Lâm Gia Ngữ, Giang Độ trước đây học cấp 2 cũng không có chơi bóng sao? Lâm Gia Ngữ cười, có chứ, cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, có nhiều nữ sinh đều đến xem cậu ấy chơi bóng lắm đấy. Chúc tinh giao nói thầm, thật sao? Hình như tớ chưa từng thấy cậu ấy chơi bóng lần nào. Hiện tại, cậu ấy tan học liền đi làm ngay, không có thời gian. Chút tinh giao lại hỏi, cậu ấy còn đi làm thêm ở nơi nào nữa không? Cậu ấy làm tất cả mọi thứ, cửa hàng thịt nướng, quán bar, tiệm nét cũng làm qua rồi. Nơi nào cần gấp thì đi làm nơi đó. Lâm dai ngữ thở dài, cô nhìn về chút tinh giao, có phải cậu cảm thấy cậu ấy quá vất vả không? Chúc Tinh Giao nhìn về hình dáng thiếu niên trầm mặc chạy bộ trên sân Điền Kinh, cô không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà cậu lại có thể đảm đương nhiều việc đến vậy, nghĩ đến đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Giang Đồ chạy xong ba nghìn m, bước chân chậm lại, nhìn sang hướng bên này, ánh mắt Chúc Tinh Giao với cậu chạm nhau, cô cúi đầu ông lấy đầu gối, nhỏ giọng trả lời Lâm Giai Ngữ từ, nhưng mà dường như Giang Đồ làm việc gì cũng đều giỏi. Lâm Giai Ngữ suy nghĩ một chút, hình như là vậy vừa đi làm chăm sóc em trai vừa tranh thủ làm bài tập mọi thứ đều có thể làm được lê tây tây bổ sung lớn lên cũng đẹp trai nữa lâm giai ngữ biểu môi nói thầm một câu chỉ là trong nhà quá nhiều chuyện phiền phức do đó nhiều nữ sinh cũng không dám yêu thích cậu ấy tiết thể dục kết thúc chút tinh giao từ nhà vệ sinh trở về nhìn thấy trên bàn đặt một bình sữa đậu cô đứng trước bàn nhíu mày nhìn bình sữa đậu đột nhiên có người nhẹ nhàng chạm vào gót chân cô, cô quay đầu lại, giang đồ đang nghiêng người dựa vào tường, không đeo kính, mới vừa chạy xong nên tóc trên trán có chút ướt, hơn nữa làn da trắng lạnh làm nổi bật những sợi tóc kia cùng đôi mắt đặc biệt màu đen nhánh. cậu thấp giọng nói, tớ thuận tiện mua, không phải trương thịnh đâu, yên tâm uống đi nào. chút tinh giao có hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, cảm ơn đồ ca. khóe miệng giang đồ khẽ cong lên ở tổ một từ thứ hai đến từ dưới lên, Hà Cẩn nghiêng đầu, bị nụ cười của Giang Đồ làm chói mắt, cô ngẩn người, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chạng vang tan học, Giang Đồ đến tiệm Internet trước tiên, kéo cậu nhóc Giang Lộ ra khỏi tiệm nét, trở về ngõ Hà Tây, nhìn thấy Thư Nhàn đang đứng ở cửa nói chuyện cùng với Lâm Giai Ngữ, nói cái gì về cuộc thi vật lý. Giang Đồ dừng lại nhìn hai người bọn họ, xoay người đi vào nhà. Giang Lộ chạy tới, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy ạ? À? Lâm Giai Ngữ không biết Giang Đồ có phải đang không vui hay không, lo lắng nhìn xung quanh, thư nhàn thở dài, không có chuyện gì đâu, tiểu đồ về nhà chuyện gì cũng không nói với cô cả, cô chỉ có thể hỏi cháu một chút, bằng không thì cũng không biết tình hình ở trường học như thế nào. Lâm Giai Ngữ thầm nghĩ, nếu như cậu ấy về nhà chuyện gì cũng kể hết, thế mới kỳ quái. Thư nhàn trở về nhà, Giang Đồ đã nấu cơm xong, bà đi vào nhà bếp, ngẩng đầu nhìn thấy đứa con trai cao hơn một M8, bây giờ đăng ký. Vẫn còn kịp không? Mẹ nghe nói tham gia cuộc thi này có thể được cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại. Giang Đồ nói, không còn kịp đâu ạ. À. Thư Nhàn im lặng vài giây, mới nói, con nên tham gia, mẹ và Tiểu Lộ không có việc gì đâu. Giang Đồ lau sạch nước trên tay, lạnh nhạt nói, nói thì đơn giản, mẹ có thể giấu tiền kỹ càng không cho Giang Cẩm Huy lấy được à hay là lúc đó bị đánh là có thể đánh lại được ông ta. Cho nên đều không làm được gì đâu. Cậu dừng lại, âm thanh càng lạnh hơn, thôi đừng nói nữa ạ, à, thanh hoa bắt đại con sẽ tự mình thi đậu. Cậu xoay người đi ra ngoài, không ngờ vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Giang Cẩm Huy, cậu đi thẳng về phòng, coi ông ta là không khí. Giang Cẩm Huy cũng hiếm khi thấy về nhà sớm một lần, vừa nãy nghe thấy được hai câu, ông ta đi vào nhà bếp, nhìn về thư nhàn đang rửa rây, Vừa nãy nó mới nói gì với bà? Có phải bà đồng ý cho nó thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, sau đó bảo bà ly hôn với tôi? Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể